thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi nói chuyện của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thuộc thành phố về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trên địa bàn thành phố. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp buổi nói chuyện này trên kênh DRT1 và DRT2. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí đại biểu, hôm nay Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức buổi nói chuyện của lãnh đạo thành phố với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và một số nội dung về công tác cán bộ trên địa bàn thành phố. Đến dự và trực tiếp nói chuyện với các đồng chí chúng ta hôm nay, xin kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đại biểu tham dự ở thành phố, xin kính giới thiệu các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tập thể lãnh đạo và trưởng phó phòng, các cơ quan đảng trực thuộc Thành ủy. Xin giới thiệu các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị thành phố Đà Nẵng, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, tập thể lãnh đạo các ban thuộc Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và trưởng phó các phòng thuộc văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin giới thiệu tập thể ban giám đốc, trưởng phó các phòng, trưởng phó các đơn vị trực thuộc, các sở, ban, ngành và tương đương, tập thể lãnh đạo, trưởng phó phòng, các cơ quan nội chính và tư pháp trên địa bàn thành phố. Xin giới thiệu tập thể lãnh đạo, trưởng phó các ban thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, chủ tịch các hội đặc thù, hội xã hội, hội nghề nghiệp, hội quần chúng, hội viên câu lạc bộ cán bộ trẻ, trưởng phó các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố. Ở quận huyện và tương đương, xin giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ và trưởng phó các cơ quan tham mưu giúp việc, các quận huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng phó các cơ quan nội chính, tư pháp, tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng phó các phòng và tương đương, thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Ở phường xã, xin giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các phường xã, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng phó các cơ quan công an, quân sự các phường xã. Ban tổ chức có mời phóng viên báo đài thành phố đến dự đưa tin và buổi nói chuyện được truyền hình trực tiếp trên kênh đài truyền hình phát thanh thành phố. Xin chào mừng và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu đã đến dự buổi nói chuyện hôm nay. Về chương trình, xin phép được báo cáo như sau. Buổi nói chuyện sẽ tiến hành trong buổi sáng hôm nay. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, các đồng chí chúng ta sẽ nghe đồng chí Bí thư Thành ủy nói chuyện về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và một số nội dung về công tác cán bộ của thành phố. Thưa các đồng chí, do thời gian buổi nói chuyện ngắn, thành phần tham dự khá đông, gần 4.500 người, nên ban tổ chức không bố trí thời gian nghỉ giải lao tập trung vào giữa buổi. Xin thông báo các đồng chí biết, thông cảm. Sau đây, để đi vào chương trình, xin kính mời đồng chí Bí thư Thành ủy lên chủ trì nói chuyện với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thuộc thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Thưa tất cả các ông chí, trước hết xin thông báo cho các ông chí hai tin vui và một tin buồn. Tin vui thứ nhất đó là đội pháo hoa của thành phố Đà Nẵng được Canada mời dự lễ hội ánh sáng tại thủ đô của Canada trong năm nay. Tin vui thứ hai là ca sĩ Quang Hào mà vừa hát phục vụ cho các đồng chí cũng xin đầu quân về làm công dân thành phố Đà Nẵng. Chắc chắn là đoàn ca múa nhạc của thành phố cũng sẽ sôi động hơn. Ca sĩ Quang Hào cũng là người con của Quảng Nam Đà Nẵng, và vợ của ca sĩ cũng là người con của Quảng Nam Đà Nẵng. Hai anh chị lâu nay là công tác ở thủ đô Hà Nội, bây giờ thấy Đà Nẵng cũng tương đối hấp dẫn cho nên về đầu quân với Đà Nẵng. Còn cái tin buồn là chỉ số PCI, nó ra tiếng Việt là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ năm. Sau 3 năm liên tiếp chúng ta đứng nhì, sau 3 năm liên tiếp chúng ta đứng nhất, và bây giờ là đứng thứ năm. Mà trong đó hai cái chỉ tiêu quan trọng, một là vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp tụt điểm, thứ hai là đào tạo lao động tụt điểm. Như vậy là phải nói rằng cái tổ chức của người ta là một cái tổ chức của Mỹ kết hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI chấm điểm, thì tôi thấy rằng lần này người ta chấm mình tụt xuống như thế cũng khá chính xác, lẽ ra còn tụt hơn tí nữa cơ. Chắc từ chỗ vô địch 3 năm liền cho nên hạ xuống nữa thấy nghe cũng khó coi, cho nên như thế là người ta còn chăm chế đó. Thời hồi anh Minh còn làm chủ tịch đó là anh rất chú ý về cái chỉ số này. Cái giai đoạn của chúng ta có một giai đoạn cuối năm á, là chuẩn bị để có một vị chủ tịch mới á, là biết cái chủ tịch cũ là đã đi chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ phó ban tổ chức trung ương, nhưng mà còn câu chuyện bằng chủ tịch mới như thế nào, rồi phải thông qua hội đồng nhân dân để bầu ra chủ tịch mới, tốn một cái thời gian khá dài. Cái thứ hai là mấy năm vừa rồi là tình hình kinh tế khó khăn, nhưng ủy ban không có một cái động thái gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, ngoài một số ít doanh nghiệp là được vay vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu, còn lại là cũng không hỏi thử chết sống ra làm sao. Cho nên là người ta họ theo dõi kỹ và họ chấm tụt điểm, tụt đến mấy điểm liền. Thứ hai là đào tạo lao động lòng cũng chưa được tốt. Các đồng chí bộ thì lâu lâu thì cũng ít khi gặp đông đảo các đồng chí để mà nói chuyện về tình hình chung của thành phố, để có thông tin thêm, để các đồng chí biết là thành phố Đà Nẵng hiện giờ là nó mạnh cái gì, yếu cái gì, để chúng ta cùng chung tay chung sức để xây dựng một cái thành phố Đà Nẵng cho nó ngày càng văn minh hiện đại hơn. Cái buổi nói chuyện tôi nói thành hai phần. Một phần là về những cái công việc của thành phố, những cái mặt mạnh, mặt yếu của thành phố hiện nay, để các đồng chí có những cái nhận định thêm. Rồi còn một số cái hạn chế mà
chúng ta gặp phải trong cái quá trình xây dựng phát triển thành phố. Phần thứ hai thì chúng tôi sẽ nói những cái nét lớn của cái nghị quyết Trung ương 4 và một số vấn đề về công tác cán bộ của thành phố để các đồng chí có thêm thông tin. Thực ra thì qua 15 năm chúng ta cũng làm được khá nhiều việc, nhưng mà còn có cái gì đó thấy nó chưa được sướng lắm, nó chưa được vui lắm. Giá như chúng ta cố gắng lên tí nữa, mỗi người, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị cố gắng lên tí nữa, ráng lên tí nữa, trọn vẹn hơn tí nữa, thì cái thành phố Đà Nẵng này nó sẽ hấp dẫn hơn. Những cái việc mà nó không vừa ý, nó đập ngay vào mắt thôi. Đi từ trên nhà xuống đây là bắt đầu có lúc thấy cái ông làm nhà mới, cái đường qua cầu Hòa Xuân như thế là ông nhô ra một tí. Thế bữa sau làm sao mà chỉnh trang mà còn làm các thứ được. Thêm đoạn nữa thấy mấy cái thùng rác nó nứt, chảy nước ra. Thêm đoạn nữa cái thấy cái khu vực ở ngay bên này đây, gần ở chỗ đối diện với cung thể thao Thiên Sơn này. Khu vực người ta để trống trải cho cái con đường từ phía nam ra nó thông thoáng như thế để tương lai cùng nhìn về bán đảo Sơn Trà, điện sáng lung linh như thế. Bây giờ ông nào soạn ra trồng mấy cái cây cảnh đêm có đảo phơi vườn ươm đâu, trồng lung tung. Đi đoạn nữa rẽ qua phía bên kia thấy cái bùng binh của cái chỗ Hồ Xuân Hương với lại Lê Văn Hiến đó. Điện nó tối mù mù như thế thì rồi cái bùng binh phía bên này cũng vậy. Điện nó không đảm bảo ánh sáng thì dễ gây tai nạn giao thông. Đi ra cái phía đường Nguyễn Tất Thành bắt đầu cái đường dài, đường biển dài nhất, đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Thế mà mấy cái trụ, mấy cái vòm sắt mà trang trí ở giữa phân làng đó, từ hồi làm nó bây giờ để y như thế, nó rắc nó rỉ, chả có ai sơn lại để cho nó đẹp lên một tí, cũng không có, không chú ý. Bây giờ rồi dự cái kỷ niệm 35 năm phát sóng của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. Rồi, lòng cũng hoành tráng, cũng hấp dẫn. Buổi trưa ra ăn cơm, nghe nói anh em nghe nói ở Đà Nẵng có cái món thịt heo cũng hoành tráng hai lắm. Có ông mới soạn ra, dọn ra chiêu đãi. Nhìn lên trên dĩa toàn thấy thịt nạc không, chả thấy thịt mỡ thế nào. Cái độc đáo của nó là hai đầu phải có mỡ. Còn nạc không nó thì thiếu gì, chỗ nào không có. Lòng mất cái thương hiệu của Đà Nẵng. Thấy nó không vừa ý. Mỗi cái chút rồi đấy. Đi đoạn nữa thấy những cái câu, những cái bản quảng cáo, những cái băng rôn nó phản cảm. Báo cáo với các đồng chí là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của Đà Nẵng, tôi muốn cung cấp thêm như theo cái nhận định của tôi á. Để các đồng chí nào sao bổ sung thêm được cái gì thì bổ sung, tôi nói những cái nét chính thôi. Cái mặt mạnh của Đà Nẵng ở chỗ nào? Các đồng chí theo dõi là cả khu vực miền Trung Tây Nguyên, suốt 19-20 tỉnh thành như thế, chỉ có mỗi một thành phố Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố thì nhiều thành phố, nhưng cái thành phố trực thuộc Trung ương thì có mỗi Đà Nẵng thôi. Mà cái địa thế của Đà Nẵng cũng rất hấp dẫn, núi cũng có, sông cũng có, biển cũng có, đồng bằng cũng có. Và cái thuận lợi là nằm ở trung độ cả nước, bay đến Hà Nội cũng một giờ bay, mà bay thành phố Hồ Chí Minh cũng một giờ bay. Rồi điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây, cũng có cảng biển quốc tế, rồi cũng có sân bay quốc tế, rồi cũng nằm trên cái trục đường sắt, đường bộ Bắc Nam, rồi cũng nằm giữa lòng cái di sản văn hóa. Từ Đà Nẵng đi Huế, đi Phong Nha, đi
phố cổ Hội An, đi thánh địa Mỹ Sơn, đó là những di sản văn hóa thế giới, cho nên rất thuận lợi trong vấn đề phát triển du lịch. Cái tiềm năng du lịch của chúng ta cũng rất lớn, như Bà Nà, như Sơn Trà, như Ngũ Hành Sơn, như Vịnh Đà Nẵng, như bãi biển Mỹ Khê và thành phố Đà Nẵng đang là thành phố môi trường, được công nhận là một trong 10 cái thành phố của châu Á. Cái thành phố cũng đang hướng tới sáng, xanh, sạch, đẹp. Và cái thành phố vừa qua đã ban hành nhiều cái chính sách mang đậm tính nhân văn. Rồi cũng đội thành phố Đà Nẵng cũng có một cái đội ngũ cán bộ cũng khá mạnh. Chúng ta đã 3 năm đứng nhì, rồi 3 năm đứng nhất liên tục về chỉ số năng lực cạnh tranh, rồi dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Và thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua thì cũng tạo ra được cái sự đồng thuận trong đảng, trong xã hội. Và phấn đấu để vươn tới không hả còn là câu khẩu hiệu nữa. Tức là khi đảng nói thì dân tin, mà khi mặt trận đoàn thể vận động thì dân theo, và khi chính quyền làm thì dân ủng hộ. Cho nên cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong cái thời gian qua chính là được lòng dân. Tuy còn vấn đề này, vấn đề khác, nhưng tôi nói về vấn đề cơ bản. Về cơ bản là chúng ta tạo được cái sự đồng thuận trong dân. Và Đà Nẵng cũng đã để lại cái ấn tượng tốt đẹp với nhiều người bằng nhiều việc làm, nhiều cái chương trình hành động của mình. Đà Nẵng có một cái quy hoạch tốt nhất. Người ta đến người ta cũng khen về cái quy hoạch Đà Nẵng. Thậm chí người ta hỏi là nước nào làm cái quy hoạch cho Đà Nẵng. Chứ họ không nghĩ rằng chính những người Đà Nẵng đã làm ra cái quy hoạch của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Rồi chúng ta cũng là cái nơi mà giải tỏa đền bù nhiều nhất. Hơn 10 năm qua đã giải tỏa di dời đụng chạm đến như vậy là 97.000 hộ dân. Gần như xới tung cả cái thành phố. Để chúng ta mở mang, chúng ta phát triển, chúng ta chỉnh trang đô thị. Rồi Đà Nẵng cũng thực hiện cái phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi đời sống còn khó khăn, tình hình còn khó khăn, kinh tế của thành phố còn khó khăn, chúng ta đã vận động để xin dân từng mét đất để chúng ta mở rộng đường xá. Dân hiến đất không phải đền bù. Rồi cái chỉ số năng lực cạnh tranh của chúng ta cũng ấn tượng nhất. Rồi cái chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của chúng ta cũng ấn tượng nhất. Rồi chúng ta cũng có chương trình 5-0, 3-có cũng độc đáo nhất. Rồi còn gì nhắc nữa. Thành phố mà trong thời gian như thế làm được nhiều cầu nhất. Chúng ta có cái cầu quay sông Hàn cũng thuộc cái loại độc nhất vô nhị đó. Cái sải cánh mà dài một chiều dài như thế và nặng đến 1.200 tấn như thế thì trên thế giới thì có mỗi cái cầu sông Hàn. Sắp tới đây còn cái cầu Rồng nữa cũng độc đáo lắm. Thành phố Đà Nẵng cũng được công nhận là thành phố sạch nhất. Lễ hội pháo hoa cũng hoành tráng nhất. Cáp treo cũng dài nhất. Tượng Phật cũng to nhất. Bệnh viện phụ nữ cũng hình thành sớm nhất. Bệnh viện ung thư quy mô hiện đại đầu tiên của Việt Nam cũng sẽ đưa vào khánh thành trong năm nay. Rồi cái cung thể thao Thiên Sơn mà các đồng chí đang ngồi đây là cũng cái cung thể thao lớn nhất của cả nước. Còn cái nơi cái mới, còn cái cũ như cái viện cổ Tràm, cái nó cũng là cái độc nhất vô nhị trên thế giới đó. Các đồng chí có ở đây có nhiều người chưa tới. Ai muốn nghiên cứu lịch sử Chăm Pa rồi này khác qua những cái pho tượng đó, lấy tượng bằng đá đấy,
sắp tới sẽ có tượng bằng ngọc, bằng vàng nữa kìa. Nhưng mà đưa ra là phải giữ cho nó chặt chẽ chứ không lơ mơ mất cái chết. Cái tượng đó thì lại còn hiếm có. Đá mà đã ở các nước mỗi lần triển lãm là phải mượn của Đà Nẵng á. Mượn của Đà Nẵng mà chở đây qua Pháp để trưng bày cho người, cho khách du lịch xem. Rồi chúng ta cũng có cái trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng gần như là có mỗi Đà Nẵng có. Cái bóng đá của chúng ta cũng thuộc cái loại mạnh nhất. Bây giờ thì chưa nhắc, nhưng mà mấy năm trước thì có lúc đó là một năm mà làm cái năm cái cúp liền. Lo Tết cho dân cũng thuộc cái loại chu đáo nhất. Tất nhiên còn chưa thỏa mãn lắm, nhưng mà như thế cũng có cố gắng. Miễn thủy lợi phí cho nông dân cũng thuộc loại sớm nhất cả nước. Đối thoại với các tầng lớp nhân dân cũng rộng rãi nhất. Đối thoại với cán bộ trẻ, đối thoại với báo chí, đối thoại với tôn giáo, các chức sắc tôn giáo, đối thoại với nhân dân. Hoàn thành chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo, mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo cũng sớm nhất. Rồi chúng ta chuẩn bị có cái bệnh viện sản nhi cũng thuộc cái loại lớn nhất cả nước. Rồi chương trình có quỹ vay vốn hoàn lương cũng đặc biệt chỉ có Đà Nẵng. Lo cho phụ nữ nghèo cũng thuộc cái loại nhiều nhất. Rồi có cái chương trình chạy thận nhân tạo miễn phí cũng độc đáo nhất. Bây giờ mà bị bệnh thận nhân tạo là đến bệnh viện Đà Nẵng là chạy là không mất tiền. Ngoài mấy cái nhắc tôi kể đó thì còn ba cái lẻ tẻ rồi. Ví dụ như chúng ta dẹp cái nạn an sinh lang thang là sớm nhất, dẹp cái nạn đua xe cũng sớm nhất. Rồi gặp gỡ mấy ông chồng đánh vợ, bữa nay cũng đỡ đi nhiều. Rồi cảm hóa thiếu niên hư, rồi thi tuyển công chức, rồi hình thành trường chuyên Lê Quý Đôn, rồi vừa rồi là không thu tiền giữ xe đến các bệnh viện, rồi không thu thuế mặt bằng, các thuế, một số thuế khác đối với các một số chợ sau cái Tết âm lịch. Rồi chúng ta cấp nhà cho cái cấp cho không đó, cho cái số nhà trồ mấy trăm căn hộ phía bên kia sông. Rồi cái nơi mà cũng đang được coi là cũng ít chặt chém nhất, giữ xe tắm nước ngọt rồi tắm biển rồi ăn hải sản rồi cũng thuộc cái loại vào rẻ nhất của Việt Nam hiện nay. Tất cả những cái việc mà tôi nêu á, dần dần qua năm tháng nó tạo nên một cái thương hiệu Đà Nẵng. Nhiều khách gần xa họ cũng muốn đến Đà Nẵng, họ xem thử thành phố Đà Nẵng phát triển như thế nào. Thì chúng ta cũng có quyền tự hào, nhưng mà tự hào ít thôi. Những cái việc mà chúng ta đã làm trong 15 năm qua, nó dần dần nó hình thành ra một cái Đà Nẵng ngày càng có sức hấp dẫn hơn, có sức lôi cuốn hơn. Thế còn cái mặt yếu thì sao? Cái này là trời sinh ra cho chúng ta không muốn. Chúng ta ở xa các cái trung tâm lớn như thành phố Hồ Chí Minh, như Hà Nội. Nếu mình mà Đà Nẵng mà đem để vô chỗ những Bình Dương rồi các thứ thì câu chuyện nó cũng sẽ khác. Để gần đem Đà Nẵng ra để chỗ Bắc Ninh, để gần thủ đô Hà Nội, câu chuyện của Đà Nẵng nó sẽ khác. Nhưng mà chúng ta ở khu vực miền Trung, mà các đồng chí biết rồi, cái thế mạnh của con người miền Trung á,
gân góc, kiên cường, anh hùng, dũng cảm, hiếu học. Nhưng mà cái tính hợp tác á, nó cũng hơi thiếu đó. Các ông chỉ để dọc dạc ra xem, họ là cái vùng đồng bằng Bắc Bộ tụ lại, cái Hà Nội tụ lại cái Hải Phòng. Ở Nam Bộ tụ lại cái thành phố Hồ Chí Minh, nó tụ lại cái Cần Thơ, tức là cái Tây Đô cũ. Nhưng còn ở Đà Nẵng thì cứ là một vạch từ ở ngoài Quảng Trị đến Huế đến Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa rồi gì cái là ông nào cũng có cảng biển, ông nào cũng có sân bay, ông nào cũng rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng. Không phải dễ gì tụ lại Đà Nẵng. Các ông chí theo dõi vừa rồi, có thằng ông điện thoại tôi, cũng bảo mình phải làm cái gì đó chứ mấy anh em trong khu vực mà ngang rời rạc quá, ông Ba Thanh ơi. Ủa chục chà, mình nghỉ lâu quá rồi, nhưng mà dễ chi mà mời mà ngồi lại được một bữa. Ông bảo thế dịp bắn pháo hoa cái ông làm cứu đi, bảo rồi. Dịp pháo hoa cái mình tổ chức, mình mời hết bí thư chủ tịch đến dự để bàn cái hợp tác ở trong cái vùng thế nào. Nghe cái vẻ hồ hởi phấn khởi, cái bữa ra mắt đầu tiên, bữa hộp đầu tiên đó là thiếu mấy ông rồi, không có giờ đủ. Xong hắn cực chi mẫn cực à. Cái thứ hai là thiên tai khí hậu khắc nghiệt, cũng nhờ trời nhờ đất, cái Nam Nam này từ năm 2006 hả, đến bây giờ là chưa có cái trận bão lụt nào lớn. Lụt thì mới tới Quảng Nam, cái dừng lại, cái vô tới Huế đứng lại không tới. Bão thì cũng tha cho được Nam Nam, cái còn liên tục. Mà những nhà đầu tư nước ngoài mà họ đánh mà những vùng đất mà bị thiên tai bão lụt như thế là, các ông chỉ nhớ là Malaysia, Singapore người ta phát triển được ngoài các cái yếu tố này vân vân và vân vân, thì có một cái chuyện nữa là khí hậu người ta rất ôn hòa, họ chả gần như mấy chục năm nay không thấy bão thấy lụt gì ở vùng đất đó. Có người bảo rằng Hà Nội với Sài Gòn nó cây xanh nó đẹp đó, mà cái thành phố miền Trung Đà Nẵng rồi nó ít là bởi vì bão nhiều quá, trồng dành dụm 10-15 năm quốc trận cái là tiêu tấn đường liền, là phải trồng lại, cạm cụi trồng lại, nó khó lắm. Rồi thiếu nguồn nhân lực, lực chất lượng cao ở Đà Nẵng, mà bây giờ nhà đầu tư cũng vào cũng tìm một cái người mà nói tiếng Anh thì cũng tìm được, nhưng mà người nói tiếng Anh giỏi mà là làm kế toán giỏi thì hắn tìm đảo con mắt không ra. Là phải kêu thành phố Hồ Chí Minh rồi Hà Nội rồi chi viện, chứ còn tại chỗ thì không ra. Ông giỏi tiếng Anh thì không biết kế toán, ông biết kế toán thì học miết không ra tiếng Anh. Khó khăn như thế. Rồi dân số của chúng ta cũng ít, phải dân số phải đến 2-3 triệu người thì cái thành phố này nó sẽ sôi động hơn. Dân số ít thì làm cái gì cũng khó hết, tuyển lao động cũng khó. Xem bóng đá mà trận một thiệt hai cái ổng mới đi đông đông, cầu ổng kén trọng lắm. Cái cung thể thao Tiên Sơn này mà trừ đường cái giải bóng chuyền nữ về đây chẳng hạn đó là rồi cũng chỉ ngồi lọc thỏm một số đó thôi. Mà các ông chí biết rồi, ca sĩ hát mà ít khán giả, cầu thủ chơi mà thiếu khán giả thì mất cảm hứng đi, chơi không hay được. Chơi là ngó chừng để họ cũng vỗ tay nữa. Và chúng ta không có những cái ngành công nghiệp mũi nhọn, không có những cái ngành công nghiệp, những cái dự án lớn trên địa bàn thành phố. Rồi đội ngũ cán bộ thì mặc dù có nhiều cố gắng nhưng mà nhìn chung là chúng ta chưa theo kịp với yêu cầu phát triển của thành phố. Và bởi vì chung quanh chúng ta thì phía trước mặt thì Biển Đông,
sau lưng là rừng núi. Phía bên tay trái thì có ông bạn láng giềng Thừa Thiên Huế, bên tay phải thì có người anh em Quảng Nam. Thì mấy đơn vị nó thì cũng bình bình như Đà Nẵng nữa thôi, chứ cũng không có gì xuất sắc lắm. Cho nên là dễ sinh cái tâm lý ỷ lại, cái tâm lý thỏa mãn trong cái đội ngũ cán bộ. À, ông có một cái bài hát Đà Nẵng tình người, cái là ông thỏa mãn, ông hát đi hát lại miết cái bài đó ra thôi. Cái Đà Nẵng ơi tình người. Chứ ổng không chịu khó, ổng nhìn ra. Đối với thành phố thủ đô Hà Nội chẳng hạn, cái bài gì? Bài gì nhớ mùa thu Hà Nội chứ. Hà Nội mùa thu Hà Nội gì đó, hát sạc quần đó mà hai ghê gớm. Của Trịnh Công Sơn đó. Hay ổng nhìn vào thành phố Hồ Chí Minh có bài hát là gì, tiếng hát từ thành phố mang tên Bác đi. Từ thành phố này người đã ra đi đó, rất hay. Nhìn qua ông Hải Phòng, cái ổng có thành phố hoa phượng đỏ, tháng năm rực trời hoa phượng đỏ, ông hát cái là nghe đỏ rực lên liền. Ông có vụ Tiên Lãng Tiên Liếc thì nói chuyện sao. Nhìn qua ông Nha Trang, Nha Trang cũng có bài hát để đời. Nha Trang mùa thu lại về, cái là nghe đã xong sao rồi muốn tới Nha Trang liền. Ông Đà Nẵng vừa có cái bài gì còn hơn cái Đà Nẵng tình người nữa, là một bài đi coi thử. Cái thứ đó là nhiều lúc nó cảm hứng thôi. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rắc đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh, qua sữa thôi rơi rồi gì đó, là cái đó đâu phải những nhạc sĩ chuyên nghiệp đâu. Những người bình thường họ có tâm hồn lãng mạn như thế thì họ bất chợt một cái khoảnh khắc như thế. Mà đúng là trời mùa thu ở Hà Nội mà đi dọc dọc cái Hồ Tây nó đẹp lắm, dễ ra thơ ra nhạc lắm. Nhưng mà cái sông Hằng này về ban đêm hả, ông cũng tìm ông ngó thì có, đúng là cũng không nơi nào có được. Chứ bây giờ không ra thơ ra nhạc thì đúng là cũng yếu thật. Yếu thật. Cho nên dễ thỏa mãn với những cái mà mình đã đạt được. Đó rồi. Thì đó là tôi nói cái mặt mạnh và những cái điểm yếu, và cũng chính thôi chứ còn nhiều thứ nữa. Nhưng nói như tôi nói ban nãy đó, nhìn chung là chúng ta làm rất tốt, không có vấn đề gì mà ăn khuyết điểm nó quá lớn lao rồi. Nhưng mà không được thỏa mãn. Đó chứ đi vào từng đơn vị cái là không có vấn đề liền. Tôi nói cái ví dụ như ông văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chẳng hạn, như thế đã được chưa? Nơi mà tham mưu trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân, một cái đội quân cũng khá đông đảo. Mà phải nói ông làm nghĩa là nhiều lúc không có thứ bảy chủ nhật nữa, vất vả lắm đấy. Thế nhưng mà rồi cũng có chuyện, nếu mà để nói thì cũng ưu điểm cũng nhiều, nhưng mà không phải không có khuyết điểm. Văn bản đưa lên văn phòng ủy ban cái rồi ngâm để đó, có thúc thì làm. Rồi cái chỗ nó không ra để ý cái có mấy ông trời công ở đó chuyên môn ấy là liên lạc với mấy cái dự án mua lô đất ngay ấy, lô đất khác làm rối tung lên. Cuối cùng tôi phải yêu cầu chủ tịch ủy ban là bứng cái đám này đi. Rồi trước bữa nay giả tả cái đám chỗ văn phòng ủy ban, cái ổ nhỏ nhỏ ở đó là nhẹ nhàng bớt. Rồi mỗi lần ổng tiếp khách tiếp khứa rồi thì cũng chứng không sướng cái bụng lắm.
Nếu mà hãy góp ý cho ông bổ trục cho cũng làm hết sức rồi đó anh ơi. Hết sức rồi. Hai chỗ ông công an thành phố chẳng hạn. Ông công an thành phố là phải nói là so với cái mấy cái địa phương khác là ông dễ, cái mà dẫn lãnh cờ thi đua của bộ rồi, ông luôn luôn ở cái top nhất nhì ba rồi chứ không phải chơi. Nhiều cái ông nhắc lụa siêu trộm mà đi hoành hành cả nước, nhưng mà không bắt được, mà tới cái lần Nam ông dứt cái hơ tay liền. Mà nói là ông cũng có những cái đặc biệt của ông. Nhưng có một số mặt đó là chưa sao, cần phải nói. Bữa trước tôi dành một ngày, tuần trước tôi dành hẳn một ngày tôi làm việc với ông công an thành phố về hàng loạt vấn đề, từ ma túy đến tội phạm đến tai nạn giao thông, còn cho một ngày. Cái yêu cầu là phải làm mạnh lên, quyết liệt lên nữa. Góp ý cho ông Sơn, bộ ông làm công an, ông không có ông để tôi làm trước. Ông làm công an là ông phải có uy, phải mạnh. Ông không chắc có lẽ cái tạng người tôi cũng hơi nhỏ ra thôi, chứ tôi làm cũng hiệu quả lắm chứ. Chống chế lại chứ. Cái gì? Phụ Hòa Liên dân chặn xe lại, đổ đi xe chở đất bụi mù hết, chỉ đạo dẹp để cho xe người ta đi, tưới nước lên cho đàng hoàng. Dẹp sao không biết, cái bữa sau từ chỗ La Rai lâu lâu mới chặn lần, cái dẹp hồi cái cuối cùng chặn cho 3 ngày liên tục, không có xe mà đi được hết. Cái giải quyết đang đó, không biết cái cuối cùng xách vô chém cái tiến tới, cái dân bắt đầu kéo cả lòn ra, cái đập phá trụ sở của doanh nghiệp. Rất có yên tâm không? Tội phạm phát sinh như thế có yên tâm không? Rồi cảnh sát giao thông như thế thì mình đã yên tâm chưa? Nay vừa rồi chỉ đạo cho công an thành phố đó, sáng nay có nối với anh Sơn nữa đó. Toàn thành phố chỉ duy trì 4 cái trạm thôi, trên cái trục đường quốc lộ số 1 đó, cái trạm phía bên Liên Chiểu đó một trạm, phía bên Hòa Phước giáp Quảng Nam đó một trạm, là trạm thứ hai. Trạm thứ ba là cái tuyến đường của cũng từ Quảng Nam xuống á, ở trên Tuy Loan á, rồi cái trạm thứ ba, và cái trạm thứ tư là cái trạm ở bên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Một trạm đó, 4 trạm. Đặt 4 camera ở đó, truyền về trung tâm. Khoanh một cái khoanh tròn như thế, là mấy ông cảnh sát giao thông là cái chặn xe lại, là yêu cầu là lái xe đánh ngay cái vòng đó là xuất trình giấy tờ. Để camera nó truyền về trung tâm, xem giấy tờ xong rồi là không có vi phạm gì thì cho đi. Không có kẹp vào 300 nghìn rồi chứ hết. Không chả kiểu đó nữa. Lần này có cái mới á, là bắt đầu từ tháng tới đây trở đi á, là cố gắng tạo điều kiện cho cảnh sát giao thông mà tham gia ở trên đường á, làm việc á, ngoài cái tiền lương ra thì thu nhập ít nhất là được 5 triệu một tháng. Lên 5 triệu, lên 7 triệu, 8 triệu gì đó, có nghĩa là thấp nhất phải đạt mức 5 triệu ngoài tiền lương ra. Nhưng mà không được tiêu cực. Anh nào tiêu cực là cho ra khỏi ngành luôn. Không nói tới nói lui nhiều nữa, không có bằng, không xét nữa. Chưa nói là kỷ luật đảng nữa. Lần này là làm ráo riết đó. Trừ những chiếc xe nó vi phạm, nó chạy quá tốc độ rồi gì thôi. Còn lại không có cái chuyện mà cứ quận huyện nào rồi trên thành phố này nữa, cứ cầm cái gậy ra, cái nhấp nhấp, cái bắt họ tấp vô, cái rồi họ lì xì cho một tí, cái rồi cho đi, nó là không chơi cái màu này, hết, chấm dứt.
Tôi cho các ông chí thấy thử thế này để cho ngành công an. Đây là một cái cáo trạng của viện trưởng viện kiểm sát của viện kiểm sát thành phố, cùng kiểm sát của quận Hải Châu. Vụ thứ nhất khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 6, 2010, Trương Văn Quý dùng chiếc xe mô tô này khất chở Trần Thị Tiên đi trộm tài sản. Thấy nhà anh Nguyễn Hữu Trung tại Trần Câu Văn, thành phố Đà Nẵng mở cửa tầng 2, Tiên đứng dưới cảnh giới, Quý đột nhập lấy trộm một điện thoại di động, vân vân. Vụ thứ nhất. Vụ thứ hai khoảng 1 giờ 30 phút, Trương Văn Quý như thế. Vụ thứ ba khoảng 1 giờ 30 phút, Trương Văn Quý. Vụ thứ bốn khoảng 2 giờ ngày không xác định tháng 7 hơn gần 10, Trương Văn Quý là dùng xe mô tô. Vụ thứ năm, vụ thứ sáu, vụ thứ bảy, vụ thứ tám, vụ thứ chín, vụ thứ 10, cái vụ thứ 12, cái vụ thứ 13, cái chi đây này, vụ thứ 14, vụ thứ 15, vụ thứ 16, vụ thứ 17, vụ thứ 18, vụ thứ 19, vụ thứ 20, vụ thứ 20, vụ thứ 20 là khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2010, Trương Văn Quý dùng xe mô tô chở Trần Thị Tiên đi trộm cắp tài sản. Công an ở đâu? Mới hoành hành dữ rồi. Nó còn vụ thôi. Tôi không biết. Cứ hễ tội phạm hoành hành nhiều là do công an yếu. Đấy. Tôi nói đó. Bây giờ học một số nước đi chứ. Những cái xấu, những cái kém của người ta đừng học, còn những cái hay của học chứ. Qua Singapore nó mà ăn trộm mà đến 20 lần như thế này đấy. Bụp liền. Họ đâu có ra nghị quyết nhiều đâu. Họ đâu có hô toàn đảng, toàn quân, toàn dân phòng chống tội phạm đâu. Họ quản lý xã hội nó như thế. Mình nó quá lỏng lẻo. Khi mình yếu thì nó mạnh thôi chứ sao chứ. Giống như vi trùng ở trong cơ thể, ai không có. Nhưng chẳng qua cái sức đề kháng anh yếu rồi nó xông lên nó giật anh thôi. Thế còn anh khỏe thì anh lướt qua thôi. Cái vụ tội phạm này nó cũng vậy. Thử một vụ của quận Hải Châu, quận trung tâm của thành phố. Cứ Trương Văn Quý, tôi đạt hết 20 vụ, tôi bỏ chết. Kiểu này là không được. Cho nên, lâu lâu thì ông cũng tấm được tay siêu trộm đó, thì ông cũng quảng bá hình ảnh của công an Đà Nẵng với cả nước cũng được. Nhưng mà cộng Trương Văn Quý thì ông thua. Ngon lành chứ. Hay là ông Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông cũng thuộc cái lộ dọn mà cũng được tay khăn thưởng đó. Nhưng mà mình nhìn thấy ông mới cách đây mấy ngày tôi làm cho 9 vụ. Tôi mời ông tới là hành cho ông tốt mọi học luôn. Ông thuộc cái loại tốt đấy. So với cả nước là ông giải quyết, ông không để ấn tồn đạo, không để ấn xe rồi vân vân này khác. Nhưng mà cũng chưa sướng lắm. Có những vụ ông xử buồn cười lắm. Ông xử chia thiệt thừa kế mà nhà này chừng này mấy vuông, nhà này chừng này mấy vuông. Cái nhà này cũng chừng này mấy vuông, nhưng mà cái người chừng này mấy vuông nó có 4 cái mộ ở trong đó. 4 cái mỏ nằm ở trong khu đất đó. Ông xử ông tuyên cái kiểu đó thì còn ai mà chia nổi, ai mà thi hành án được. Mà bữa đó hình như nghe anh em nói lạ là ổng định vô rồi nhưng mà sợ chó cắn. Cái rồi ổng đứng ở xa lắc đó là ổng nhìn vô ổng đâu thấy mồ mả gì đâu. Thấy trống trống ra là ổng về ổng cứ rơi chia thôi. Cho nên các ngành nội chính không yên tâm tí nào hết. Người ta lừa đảo, họ mượn tiền, mượn năng, giấy tờ rõ ràng. Cái họ biết thế nào rồi cũng kiện cáo rồi. Cái ông đó, ông đem cái nhà của ông đem cho câu. Cái trừ xử tuyên cái nhà đó thì cái nhà nó thành của ông câu mất. Ông cho là coi như không cần cái chi để mà trả cho người ta. Những trường hợp đó là phải kiến nghị với chính quyền là hủy giấy.
mượn thì phải trả, mắc là phải đầy. Làm gì có chuyện vay rồi chuyện xù rồi tẩu tán tài sản. Rồi cô Trần ông tòa mấy ông lãnh đạo thì cứ tin tưởng, cứ yên tâm như thế, nhưng mà cô Trần nó tiêu cực lẫn thông qua chỗ thư ký tòa. Nó xử lại, nó sửa bản án rồi nó lá đầu này, chích thẩm phán kia. Đây là mới dân sự đó nha, còn cái hình sự nữa kia mới lắm chuyện nữa. Chạy hồi cái trắng thành cái đen thành trắng liền. Các ngành nội chính ở thành phố dám nói rằng đồng chí bí thư nói là chứ ở mình đây là không có tình trạng chạy. Bọn tôi giải quyết là như bao công trở lên, công tâm khách quan, dám nói ra không? Nên người dân nhiều lúc họ bị oan ức lắm, nhưng mà họ không biết làm gì vậy. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chứ phải ít đâu, tôi tuyên án nghe Hùng Dũng đó mà tuyên trật lắc tiền trả ai thi hành nổi. Ai thi hành nổi? Cho nên nhớ là yêu cầu ngành tòa án đó là buộc thẩm phán đó, bắt buộc đó, trước khi xử là phải xuống hiện trường coi cho rõ ràng. Không xuống hiện trường nghe anh em báo cáo là xử quan liêu như thế là nó không chính xác. Nó không xin xót, dẫn đến chỗ là không thi hành án được. Không thi hành án được thì cuối cùng là dẫn đến án toàn đạo. Mà còn ông thi hành án nữa, rồi ông trưởng ban chỉ đạo thi hành án, trưởng ban chỉ đạo thi hành án là cái ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố á. Nhưng ổng trăm công nghìn việc, ổng phá thoát, rồi làm chi làm thôi. Cách đây mấy ngày là tôi dùng cái quyền của trưởng đoàn đại biểu quốc hội với chủ tịch hội đồng nhân dân, tôi giám sát chính vụ, chỉ ra cho ông tòa án thấy, chỉ ra cho ông thi hành án thấy. Chính cái vụ nó sắp tới thì sẽ tập trung xử lý theo cái kết luận bữa hôm trước. Hay là thanh tra thành phố chẳng hạn, thanh tra thành phố thì cái hoạt động của thanh tra nó lu mờ ghê gớm. Ông chánh thanh tra cái ông Tiền ông hiền khô rồi đó, ông cười đó, ăn thua chí. Tra là tất nhiên tôi không yêu cầu là phải trận mắt trận mũi lên, nhưng mà cũng phải sắc sảo, nó phải biết cái chỗ nào những cái điểm nhạy cảm các thứ là mình phải sọc vô mình thanh tra. Còn mình cứ lòm đều như thế, yếu quá thì cũng không thấy nổi yếu quá, nhưng mà tích cực lên thì chưa thấy tích cực. Tra là tơ là mắt rồi chi đó, tơ thì không thính lắm, mắt thì hơi mờ đó, nhìn ăn thua chị. Hay ông Sở Ngộ Vụ, phải nói ông cũng tích cực. Nhìn ra được chưa? Đoàn khách đoàn khứa tới ông cũng lo lắng này khó các thứ, nhìn không sướng. Đợi thở nhà ai mà đoàn khách tới đây, tổng số trong đoàn là 9 người đi đến thành ủy để mời bí thư thành ủy tiếp. Vâng, để trống một mắt đi tới có 5 người thôi, nhưng mà cũng đứng tôi xin giới thiệu mà chưa có chợ có ai có người một giới thiệu. Ông giám đốc Sở bảo rồi, tổng bí thư Lào qua thăm, ông giám đốc Sở đây bí thư đây dẫn ông tới cái phòng đóng cửa mất, tìm không ra chìa khóa,
lá chìa khóa mở không ra. Ôi trời ơi, ông để ông tổng bí thư là ông đứng mà bữa hôm đó tôi không sợ người, tôi không biết chạy trốn ở chỗ nào nữa, có chỗ nào rút được là tôi cũng rút. Tội nghiệp ghê gớm, làm gì đó. Rồi còn mới đây tưởng ông rút kinh nghiệm gì chứ, cũng dẫn ông tới, vừa mới ngồi vô thì họ mới ngồi xuống cái chưa kịp cái gì hết chứ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân. Cái này là đồng chí không kịp dịch nữa, cho không biết cái trời đất gì. Rồi bắt đầu đi tiếp khách. Tiếp khách thì mình phải nhại, có những cái đoàn khách nó cũng quan trọng mà mình biết. Đoàn khách mà tuy là không quan trọng nhưng mà cái nghĩa cái tình với Đà Nẵng là mình phải nhại. Cứ mai mặc ra mấy chai rượu vang, mấy chai rượu chất thì cứ mấy chai ra thôi, thêm chai nữa là không cho, không có tiền tới đó là không cho. Ông thập đủ mở mà liên bộ không được. Chủ hòn không biết ngay cho mua hết, đứng ngơ ra như trời trồng nè, có được không? Có sướng không? Tôi ngồi ở một cái thành phố trực thuộc trung ương đó, được không? Anh chưa sướng. Cái sở tài nguyên môi trường chẳng hạn, ổng cũng làm vất vả, rồi cũng được ổng cũng được công nhận là một trong 10 thành phố môi trường của châu Á. Mời ông Nguyễn Điểu qua Indonesia cũng làm cái Đà Nẵng thương hiệu ăn lên, nhưng mà rồi lăng quăng cái là cũng xây đi quản lạ, cũng mấy cái điểm ô nhiễm môi trường, cũng trộm nước thẻ thọ quan, lâu lâu cái là dân la lòn, lâu lâu chỗ Hòa Cường trộm nước thẻ Hòa Cường, lâu lâu cũng bớ chú Thanh, cái rồi lăng quăng lên khúc nữa, cái đánh mấy cái ông ở chỗ nhà máy thép Ý theo Bình Dương, ông bắt đầu ô nhiễm ra dân la. Thế có được không? Này nói nhỏ nhỏ ra chứ bên kia ngang lấy lẹ cái giấy công nhận mà một trong 10 thành phố nó chết. Hay là cái sở công thương. Sở công thương thì nó cũng đều đó, đều đó. Mà ảnh thấy đó, ảnh nghĩ ảnh cũng ngon lắm đó, nhưng mà thấy đều đó. Đều ổng có bao giờ ổng nhìn ra cái phía sau của chợ hàng không? Cái phía mặt trước chợ hàng tạm cho cái phía sau của chợ hàng đó mà. Cái nhà tôn đổ lụp sụp rồi đặt nó dày đặt các thứ rồi mẫn khổ khách du lịch lẫn đi cái đường Bạch Đằng nó đi ngõ sao nó đi vô bao giờ giám đốc sở công thương rồi cần phải đề nghị chỉnh sửa chỗ này để thu hút du lịch không? Giám đốc sở công thương có giống Phật mấy cái quán mà bán thịt heo mà không có mở nữa không? Xử phạt hành chính đó, chất lượng dịch vụ không tốt, nó ăn đường làm nẻo treo đồ dê bắn thịt chó, phọt. Giám đốc sở công thương nó làm đó. Đến ngày Tết kia làm gì? Cái đem thịt heo ra cái là bán để mà ổn định bình, ổn giá. Tài chính là cấp tiền không kịp. Rồi sai đi quay lại năm nào không thấy ông Đắc Vinh đó, không thấy ông Rẻ Vinh mà thấy ông Đắc Vinh đó, nghe là bắt đầu phục vụ. Thì ảnh thấy rồi yên tâm rồi. Bắt phát cái phiếu ra cái là mua mấy cái quầy thịt heo đó, cái bán 90.000 đồng ký lô, nhưng mà nhớ rằng có một bộ phận là mua 90 cái đem vô ngồi chợ nó bán 130.000, lấy 30.000 ông Kha ơi là ông Kha, chứ không phải ông tới dân hết đâu, mà tới dân hết đâu, đừng có yên tâm quá. Sở văn hóa thể thao du lịch cũng làm cũng được
khối lượng công việc cũng nhiều đó, cũng có một số thành tích đó. Vừa rồi tổng kết ngành tôi cũng đến dự đó, phát biểu rồi. Ông làm sao để mà xây dựng cái nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thì cái vai trò của Sở Văn hóa Thông tin như thế nào? Có hơi mờ nhạt không? Như văn hóa, cái chiều sâu của nó, nếp sống á, có được cái ông cái đội quân giành thành tích cao trong SEA Games vừa rồi, cái tổ chức mừng công. Buổi sáng ra cái khoảng tầm giờ cái ông Vinh bảo anh Thanh đó hả? Vâng. Mời anh chiều nay 4 giờ anh đến dự anh em cho vui, mình mời đám dỗ hả? Bí thư có lịch công tác rồi, buổi chiều người ta làm gì, sáng người ta làm gì, nổi đùng đùng lên gọi như mời đám dỗ không bằng. Cuối cùng cái bữa hôm đó tôi lại không dự để động viên anh em được. Còn Quần Quý Phước, tôi không phải kể công chứ. Tôi là cái người cũng góp phần phát hiện và giữ chân lại đó. Thuê huấn luyện viên giỏi để mà huấn luyện. Nếu được thành tích rồi thì mấy ông giành nhau kẻ mạng trên báo chí. Ông Hẻ cũng kẻ ông này, ông nào cũng thành tích thì dành cho mình mà khuyết điểm là đổ. Từ họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần chuyển ra họ đổ. Đổ là đổ thừa đó. Rồi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch có yên tâm với cái vui chơi trên biển ra không? Được chưa? Bữa hát hồi nãy tôi nói rồi. Được chưa? Cái môi trường du lịch thấy được chưa? Phải để ý từng chi tiết một. Cái chỗ đường Trần, chỗ Trần Phú này đánh dài mà lấy 100.000 hay 200.000 không đưa tiền là rạch dài. Ông du lịch ông phải để mắt tới, ở du khách một lần nó sợ luôn, một lần đi không bao giờ trở lại, sợ. Cũng đỡ đó, bữa trước trong phía nam nó một cái thành phố là tấm cái dài của cha Hàn Quốc nó lọc ra nữa, rồi người ta đang đi đó mà tấm cái ông quyển lại cái lọc cái chiếc dài ra để đánh dài, không biết chứ khách du lịch quản không sợ, đánh xong mà trả tiền ít là cứ đi theo lẻo đẻo đòi. Chỉ đừng để Đà Nẵng có những cái hiện tượng đó. Đà Nẵng chưa tới mức đó nhưng mà cũng phải cảnh giác. Hay là Sở Y tế ổng làm cũng rất là tốt. Nhưng mấy bữa nay dịch tay chân miệng, cái chỉ đạo của ngành y tế là sao? Mấy năm trước cái dịch xuất huyết như thế, cái chỉ đạo của ngành y tế là sao? Hiệu quả không? Quyết liệt không? Cái khoa gì? Khoa ngoại, khoa gì của ổng đó? Cái ông mà trưởng phòng gây mê hồi sức cũng là mấy chục năm nay. Cứ ngày nào cũng bia với rượu say xỉn như thế. Rồi còn bật đèn xanh cho nhân viên ở dưới lẫn lấy thuốc mê. Cái thuốc mà gây mê nó thuốc nhiều, thuốc đó lẫn đưa ra cho cái đám xì ca ma túy ở ngoài. Vừa rồi phục nó bắt được. Dẹp cái chỗ này đi. Thế lãnh đạo ngành y tế có biết không? Cái nhìn bên ngoài không thấy đâu, đi sâu ở bên trong á. Bữa hôm tôi nằm trong đó rồi, có một người nhà bệnh nhân họ nói với tôi, họ bảo chú vô người ta chăm sóc rồi chứ còn bọn công làm gì được. Bảo tất nhiên thì bọn công thì không được như chú rầu, nhưng mà có đến nỗi tệ quá không, bộ cũng có đợt được mà có bữa được mà có bữa cũng ít người quá. Họ nói với tôi đó.
hay sở nội vụ chẳng hạn, là ổng cũng có những cái sáng kiến thi tuyển này khác, nhưng mà rồi cái yên tâm với lại cái vai trò của tổ dân phố hiện nay như thế không? Có yên tâm với cái lực lượng cán bộ cử đi đào tạo về bố trí ở các sở ban ngành, các lực lượng mà cũng được đào tạo bài bản như thế, bố trí đã hợp lý chưa? Phát huy hết chưa? Cần khắc phục cái gì? Hay là cái sở xây dựng chẳng hạn, cái phương án kiến trúc của các cái dãy nhà hai bên sông Bạch Đằng, hai bên sông Hằng như thế được chưa? Để cái nhà ông Sáu Đen mà lọt vô ở giữa cái khu tiệc cưới như thế, tôi nói là cái đó là một cái điểm yếu mà tôi có thể nói với các đồng chí là tôi nói suốt đời, bao giờ các đồng chí khắc phục và tôi hết nói. Chỗ nó lẽ ra là phải làm tiếp cái nhà hàng nữa thì nó mới đẹp. Tự nhiên lọc vô có cái nhà đó. Tôi không võ đoán, không suy diễn đối với cán bộ lãnh đạo của sở xây dựng. Nhưng mà cô Trần cấp dưới á, cấp dưới mà tham mưu cái đó, mà không nhận phong bì cái nó mới lạ. Thừa biết cái chỗ đó là quy hoạch đâu phải nhà ở, nếu mà cuối cùng cũng vô được. Mà thả đâu khuất mắt đi lên đi xuống ngày mấy bốn bận, tới đâu chỗ đó ngó lơ đi, muốn ngó còn chỗ khác nhắm mắt lại trách cha cho rồi. Chướng chỗ đó tôi đề nghị thành phố quy hoạch lại làm cho ông bài bản, rồi khuyến khích mấy cái nhà hàng đó. Hiện nay người ta đang bật đèn đèn trang trí, nhiều cái nhà hàng người ta bật điện trang trí rất là đẹp. Sau này ủy ban cho ổng cái đó, không cần lấy tiền, đưa cái hệ thống điện chiếu sáng cho ổng hưởng cái đó. Đấy, tức là thành phố chịu cái tiền để làm cho nó đẹp lên, nó sẽ thành cái điểm đến của khách du lịch. Ban đêm bây giờ cho năm 10 năm tới là khách nó nườm nượp, nó đổ có khi hàng chục xe ca đến cái khu vực nó để nó ăn tối. Phải làm cho nó đẹp lên, dẹp cái phía sau đi để làm cái bãi đổ xe. Còn tôi lướt một số sở thôi, chứ nhiều sở cũng ngay như cái sở giáo dục chẳng hạn, cũng yên tâm với học thêm dạy thêm như thế không, yên tâm với tình hình lạm thu như thế không, yên tâm với cái việc quá tải như thế không. Sở tư pháp có yên tâm với cái đội ngũ công chứng như thế không? Có yên tâm với hoạt động của đoàn luật sư như thế không? Sở kế hoạch đầu tư có yên tâm với cái vấn đề vai trò thẩm định các dự án của mình không? Có yên tâm với vấn đề đi lo vốn lo do liếng cho thành phố không? Có yên tâm với vấn đề chạy vốn ODA không? Sở thông tin truyền thông cũng là cái sở mới thành lập sau này, nhưng mà phải nói là đồng chí giám đốc cũng hết sức tích cực. Nhưng mà mình đã yên tâm với lại những cái kết quả đã đạt được chưa? Công nghệ thông tin như thế yên tâm chưa? Ứng dụng công nghệ thông tin thế yên tâm chưa? Sản xuất phần mềm đã yên tâm chưa? Công nghệ cao đã yên tâm chưa? Rồi cái sở khoa học công nghệ môi trường yên tâm với những phát minh sáng chế đó chưa? Đề án nọ dự án kia, nhưng mà thử một cái bây giờ nghĩ ra một cái để cái thiết bị để kiểm tra cái mũ bảo hiểm bữa trước bữa nay lai quay không biết tới đâu rồi, không biết nữa. Ông còn yên tâm với nghiên cứu đề tài khoa học chưa? Đề tài khoa học mà nào là nâng cao sức lãnh đạo chiến đấu của đảng, cũng đề tài khoa học. Đủ thứ khoa học ấy, còn khoa học ứng dụng trong thực tế này, không lo. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó có yên tâm với cái xây dựng nông thôn mới vậy.
nông thôn mới 19 cái chỉ tiêu nó phấn đấu thấy chết chứ đâu phải lao tập trung nhau là cái văn nghệ văn gừng thể dục thể thao lồn về cái đường bê tông cái hô ta là nông thôn mới không phải mới hay không là cái đời sống của người dân, mới hay không là công việc công an việc làm của người dân, mới hay không là cái thu nhập của người dân, mới hay không là cái văn hóa ở nông thôn như thế nào. Nó mãi hình thành các cái hợp tác xã mới theo quy mô thôn tới đâu rồi. Cái trung tâm xúc tiến đầu tư có yên tâm với cái xúc tiến đầu tư của mình không? Làm thế nào để cái dự án lớn nó đi vào khu công nghệ cao, đi khu vào khu công nghệ công ty tập trung, cần ban hành những chính sách thu hút gì? Rồi cái Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố thì các ông chí cũng hết sức vất vả. Nhưng vẫn khổ nổi là cái nhiều lúc bao quát nó không hết. Bao quát không hết. Ông chủ tịch Quốc hội, ông vô Quảng Nam, ông đi ra Đà Nẵng đây, không ông nào biết hết. Ông chủ tịch nước, ông đi tới đây, không ông nào thông báo. Một cái nữa là chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố á, là cái nghề làm chính quyền này nó không ai muốn va chạm hết. Nhưng những cái va chạm cần thiết cũng phải va chạm. Tôi chưa thấy các ông chí phê bình anh nào cho gai gắt. Chưa thấy bao giờ mà các anh kỷ luật cho những anh không hoàn thành nhiệm vụ. Đều đều đó rồi cuối cùng cuối năm rồi cũng vỗ tay rồi phấn khởi rồi tặng bằng khen rồi vỗ tay đó thôi. Tôi thì bị cái tội là phê bình nhiều mà khen thưởng thì ít hơn, nhưng mà bù lạ các ông là ít phê bình mà toàn là khen thôi. Cũng khen tới số 10 người cũng khen hết 8 người là cái vỗ tay lên TV cái là phấn khởi, cũng vui vẻ cả, vui vẻ cả. Ít đối thoại. Ủy ban á, đối thoại cái quen đi thôi chứ. Mình cứ thật làm thật tâm đó mình đối thoại thôi chứ. Nhỡ mà có nói hớ một tí thì họ cũng đã xóa, họ không đã xóa, mình xin họ đã xóa cho thôi chứ. Chứ còn phải đối thoại chứ. Hồi tôi làm chủ tịch đó, mỗi tháng tôi họp báo một lần. Có những vấn đề gì nêu hết cho đó. Thắc mắc cái gì? Chỗ nào chưa rõ? Trao đổi với nhau. Qua bên này rồi nhìn nhiều lúc nhìn thấy ông mấy tháng ông không họp báo. Không có thông tin. Không cung cấp thông tin. Bữa hôm báo chí nêu đó cái rồi ông mời người ta tới. Tới cái rộng chia ra là thành phần này được dự, còn thành phần này không được dự. Sao trời ơi là trời. Phát ngôn thì lung tung. Người phát ngôn lung tung. Phát ngôn không chuẩn gì hết. Rồi xử lý tình huống của ổng là như cái vụ Hòa Liên là ổng lung ta lung tung. Tôi cũng nghe có anh em góp ý là anh lòm vừa vừa thôi chứ anh lòm nhiều quá cái anh em ỷ lại. Ví dụ Hòa Liên là tôi để anh em lòm đó, tôi không thèm ra đặt. Nhưng ông lòm chạp cái ông đi đập nót cái trụ sở luôn, lòm vậy. Chính quyền đó là nó phải mạnh mẽ, nó phải quyết liệt. Một số cái công việc mà chúng ta cần tập trung trong năm 2012 á, thì cái thứ nhất á, là cái trách nhiệm của ban tổ chức sẽ tham mưu cho cấp ủy để quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ đấy. Mà còn có hơn 3 năm nữa thôi nha.
hơn 3 năm này. Ban thường vụ này, ban chấp hành này, rồi bí thư thành ủy Đà Nẵng này, phó bí thư thường trực này là ai này, trưởng các ban đảng này, rồi chủ tịch các phó chủ tịch hội đồng nhân dân này, ủy ban nhân dân thành phố này, rồi chủ tịch ủy ban mặt trận này, trưởng các đoàn thể này, rồi giám đốc các sở này, rồi bí thư các đảng bộ trực thuộc này, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện. Mỗi chức danh đó, quy hoạch từ 2 đến 3 người. Đấy. 2 đến 3 người. Ít nhất là phải 2. Mà không được làm lấy được. À, không làm được. Quy hoạch tại chỗ đó cũng được, mà nhìn ở chỗ khác bỏ vô đó cũng được. Miễn là phải có 2. Ừ. Rồi công khai hóa ra cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân biết cái quy hoạch đó đó. Để mà người ta theo dõi, người ta giám sát. Thi đua với nhau. Chứ còn quy hoạch một ông thì ổng thấy con mình ổng thì thôi, giống như công một trong gia đình đó là thôi, ổng xin đủ chuyện hết. À, phải mấy ông kìa. Cái rồi thi đua với nhau, giám sát. À, tới hồi nó ông nó tốt nhất mình giàu. Thế thôi. Phải có cạnh tranh. Mà nhiệm kỳ đấy nhá, cỡ mà quy hoạch chủ tịch ủy ban nhân dân á, nói gì? À, là trình bày đề án. Nếu tôi trúng cử chủ tịch ủy ban nhân dân, tôi sẽ làm 3 vấn đề sau đây. 1, 2, 3. Vấn đề gì? Kẹt xe ngập nước hay ô nhiễm môi trường nó đây. Và cái cách làm như thế nào? Tiền ở đâu ra làm? Ở đây. Rồi người dân, rồi cán bộ, rồi họ quan sát ông, bản thân ông lâu nay công tác như thế nào, vợ con ông ra làm sao, thư ký riêng ông ra làm sao, để họ cầm cái lá phiếu họ bầu. Đã. Còn bây giờ thì chưa được phép đâu, nhiệm kỳ tới cũng chưa chắc đã được đâu. Nhưng mà về 3 nhiệm kỳ nữa thì tương lai đến cái lúc là chi? Cái anh mà chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng này á, hồi nó gọi thị trưởng hay gọi chủ tịch ủy ban chi rồi tính sao, nhưng mà ra tranh cử luôn, tôi tin là như thế. Chứ còn hồng con tới ở ngay chứ hôm nay không phải hôm nay tôi cầm đàn chạy trước ô tô đâu. Nhưng hướng đến một chính quyền đô thị nó phải thế, hướng đến chính quyền đô thị nó phải thế, bầu toàn dân luôn. À, ra đó tranh cử. Anh nào được thì anh nó làm. Rồi anh nó có quyền đề chọn cái anh phó chủ tịch. Khi mà anh tranh cử, anh bảo nếu tôi trúng chủ tịch thì tôi sẽ chọn những người sau đây làm phó chủ tịch. 1, 2, 3. Thế là đấy, dẫn đến tranh cử. Chứ không phải bầu khu vực như trừ đâu. Toàn bộ luôn, toàn dẫn. Lúc đó có khi cỡ năm 2018-20 gì đó, có khi hồi nó là có chính quyền đô thị, có cảnh sát đô thị, chứ không phải như bây giờ đâu. Cái vấn đề thứ hai là dồn sức cho công tác giải tỏa đền bù và tái định cư. Cố gắng phấn đấu đến hết 2014 là xong công tác giải tỏa đền bù trên toàn thành phố. Lúc đó là ở đâu yên đó, không ổn định, không có quy hoạch, không có giải tỏa, không có xáo trộn gì nữa. Cái thứ ba là dồn sức chỉ đạo các cái công trình trọng điểm. Thì gồm có 12 công trình như đã báo đang đề đạt. Đến 29 tháng 3 là chúng ta thống nhất với nhau là phải xong 3 cây cầu. Cái cầu Rồng, cái cầu Nguyễn Văn Trỗi và cái cầu Nguyễn Tri Phương. Tháng 9 năm 2012 á, là đưa cái bệnh viện ung thư đi vào hoạt động. Cuối năm 2013 á, là đưa cái trung tâm hành chính đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính đi vào hoạt động là tất cả các sở ban ngành đều là ủy ban nhân dân thành phố đều làm việc trong tòa nhà này. Buổi sáng nhiều lúc cần hội ý chẳng hạn, giữa ba ông giám đốc sở với lại ông chủ tịch ủy ban thành phố bấm nút một phát hiện lên trên màn hình trả lời với nhau thôi, không có hộp hậu gì nhiều.
và chủ tịch ủy ban muốn theo dõi cái hoạt động của sở như thế nào, ấn nút phát ra là hiện lên màn hình biết ngay. Biết ngay. Các sở không còn xe công riêng rồi nữa đâu. Một đội xe chung. Ông nào muốn đi đâu đó thì ới một phát, không quá 5 phút, xe dưới hầm lên phục vụ anh đàng hoàng. Muốn xe 4 chỗ ngồi, xe 12 chỗ ngồi, có hết, phục vụ hết. Muốn đi đâu ghi sổ hết. Muốn đi Hội An, muốn đi Huế, đi công tác đâu là đi. Còn hồi nó đi chơi không được nữa rồi. Lái xe của nhà nước đi chơi là không đi nổi nữa rồi. Nó ghi vô sổ hết, theo dõi hết. Sở nào tiết kiệm được cuối năm thưởng. Một cái đội quân túc trực ở dưới hầm ngầm đó là gọi phát mô là có phát nái. Không việc chi phải mỗi sở mấy xe rồi sửa lên sửa xuống. Ui, sao cho ổng sửa. Sửa. Ổng tự giót hay không thôi chứ lũng một lỗ, ổng hô ba lỗ thì bố mình cũng chịu thôi chứ. Tôi nói ông lái xe, tôi bảo lái xe cũng phải phấn đấu. Ông bảo phấn đấu với anh, phấn đấu chì cũng lái xe thôi chứ. Đúng rồi đó. Cái thứ tư là triển khai khu siêu thị mua sắm lớn tại sân vận động Chi Lăng. Rồi chuẩn bị vị trí để xây dựng cái nhà hát mới. Rồi cái nhà văn hóa thiếu nhi, rồi cái thư viện. Rồi đường nối dài, cái đường Bạch Đằng đến cảng Sông Thu. Và chuẩn bị cho hai cái cầu đi bộ, một cái cầu Nguyễn Văn Trỗi giữ lại, chỉnh trang lại, sơn lại, làm cái kích, để kích cái, một cái dầm lên, để mỗi khi tàu du lịch đi qua, chứ đoạn nó thấp, tàu du lịch không đi được. Rồi làm một cái cầu đi bộ nữa là ở chỗ đường Đống Đa, ở trên đường Bạch Đằng tới đó, cái cuối đường Đống Đa ra cái khu vực đó, cái đầu vắt một cái qua bên kia, sông Hằng. Cậu đi bộ nó là khó lắm đấy, nhưng phải làm. Để ban đêm rồi khách nó ra nó ngắm dòng sông rồi nhìn hai bên thành phố rồi cho nó đẹp. Rồi tập trung chỉ đạo khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung. Rồi cái cơ sở hai của khu công nghệ phần mềm. Cái thứ bảy là chuẩn bị khơi thông cái sông Cổ Cò. Đi từ Đà Nẵng, vừa rồi tôi với lại anh Hải bí thư Quảng Nam với lại anh, tôi với anh Tuấn phó chủ tịch ủy ban với trong kia thì có anh Hải bí thư, anh Thanh chủ tịch mượn cái máy bay của sư 372 là bay dọc theo sông Cổ Cò rồi bay tít trên Trà My đó để mà hỗ trợ Quảng Nam xây dựng cái trường dân tộc nội trú ở trên Nam Trà My. Thì phải khơi sông ở không Cổ Cò để đi đường thủy, làm sao mà nối khách từ trong Hội An nó ra nó cập cảng sông Hằng, cập bến sông Hằng cả ban ngày ban đêm đó. Sở văn hóa thể thao du lịch suy nghĩ đi, chính sách hỗ trợ cho những cái người đóng tàu thuyền nó ra sao, những cái nhóm ca hát mà trên phục vụ trên tàu nó ra sao, ẩm thực ăn trên tàu nó ra sao. Cái không họ đi một lần cái họ chán, không bao giờ họ tới. Mà không chuẩn bị từ bây giờ là thất bại. Đó. Có khi mình chưa có thói quen. Ông ra ngoài sông Hương nữa ban đêm đi, họ hát hò này khóc các thứ rồi cũng đừng có số thổi. Vui vẻ mình đây 10 giờ đi ngủ hết rồi. Lồm cho cái dòng sông Hàn nó sôi động lên về ban đêm. Mà tôi nói lại là nối hai cái thành phố, giữa thành phố Đà Nẵng với thành phố Hội An cả ban ngày ban đêm, để khách nó đi vui chơi đi lại trên sông nước. Rồi cái bãi xe ngầm rồi không có thể phạt dân được. Khi nào nhà nước chưa tổ chức được những bãi giữ xe thì họ bí quá, họ phải đậu lung tung đó thôi chứ trừ họ bỏ đâu chứ. Mình cấm thì mình phải soạn ra có cái chỗ cho người ta đậu chứ.
Trừ có nhà người ta có chỗ họ để, chứ có nhà bí quá không có nữa thì phải ban đêm chạy quanh quanh ban ngày rồi ban đêm về đậu đỡ ra nữa thôi. Sáng ra mới mở mắt ông tới ông Phật thì Phật thì họ phải chịu thôi, nhưng mà không tâm phục khẩu phục, phải lom những cái hầm để xe. Rồi hồi đó ai không súng đó thì hồi nó mới Phật. Thì bây giờ Trăng Nam này triển khai đi, rồi nhà vệ sinh công cộng này, rồi trường du lịch quốc tế này, tôi chỉ đạp tay lên thôi. Rồi cái thứ bảy là hình thành hệ thống sân golf này, casino này, vũ trường này, có cái điểm đến du lịch như Bà Nà, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Cham, Vườn Tượng, quán bar, karaoke, khu ẩm thực này. Tức hình thành một cái khu ẩm thực cho nó. Chứ hiện nay như thế chưa ngon. À, khuyến khích cho người ta hình thành những khu ẩm thực để khách du lịch người ta đến. Còn casino nó thì Ủy ban Nhân dân Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu xin mở rộng, tăng thêm cái số bàn lên chứ. Thế giới làm gì có casino mà có bãi bàn. Casino mà có bãi bàn thì chơi cái gì? Khách lấy đồng đồng là bắt đầu phải chầu chật. Họ chán, họ không muốn đến, không chơi nữa. Mình không khuyến khích cái đó nhưng mà dùng cho người nước ngoài thôi. Cái thứ 8 là đưa hình ảnh cái Đà Nẵng lên sóng vệ tinh. À, tôi nói anh Hùng, anh bảo mấy nơi nó có chương trình này khác, bỏ ủa thì có được thì mình có được chứ. Ông ở đây, ông bật đè lên, ông mở ra được đài truyền hình Hải Phòng, đúng không? Nhưng ông ra Hải Phòng, ông bật lên thì có thấy Đà Nẵng đâu. Không thấy gì hết, Đà Nẵng chìm nghỉm. Ở trên có Hà Nội, có Hải Phòng, có Thành phố Hồ Chí Minh, có Bình Thuận, có Vĩnh Long, có nhiều nơi có lắm. Còn ông Đà Nẵng ở đâu không thấy gì hết. Tịch câm. Năm nay là phải phấn đấu mà leo lên trên trời nó chiếu xuống cho rồi. Còn chương trình như thế nào thì ông phải lo lấy. À, phải lo lấy. Rồi chỗ ông Sở Văn hóa Thông tin có mấy cái đoàn, rồi đà phát thanh truyền hình này, có những phòng ban này khác. Các anh phấn đấu làm sao để mà cứ mỗi tuần á, vào thứ bảy hàng tuần chẳng hạn, mà dân Đà Nẵng người ta mở ra cái kênh đài truyền hình ông, người ta xem được một cái vở kịch vui. À, nó thư giãn cả ngày, cả tuần làm việc như thế. Họ trông cho đến thứ bảy, coi thử mấy anh cha này có cái vở gì. Khó lắm đấy, nhưng mà phấn đấu làm. Chứ đừng có khô khan mở ra toàn chiếu hộp miết, chỗ này hộp, chỗ kia hộp, ngang chóng đi. À, ông phải có cái chương trình văn nghệ giải trí thật hấp dẫn, đặc sắc. Còn cần phải kinh phí bao nhiêu này thì các ông báo cáo. Cái thứ 9 là đôn đốc các nhà đầu tư để đến đầu tư Đà Nẵng. Những dự án dở dang sắp tới là lần lượt mời từng ông. Dự án nữa, 5 năm rồi không chịu đầu tư, bây giờ cam kết năm 2013 có đầu tư không? Nếu đến ngày tháng đó mà không đầu tư thì thành phố sẽ thu hồi đất và trả lại tiền theo giá thị trường. Thế là anh thò bút anh ký vô nghe xuống, anh nghe nó trả lại theo giá thị trường, mà bữa nay là giá bất động sản đang xuống, anh bán không nổi nữa, mà trừ anh nghe nó trả lại giá thị trường là anh mừng lắm. Ký vô, ký vô rồi đến lúc đó là đem ra đấu giá. Đấu giá 10 đồng, không có ai mua phải không? 10 ngày sau xuống cộng 8 đồng, không mua hả? Hạ xuống 7 đồng, 6 đồng, 5 đồng. Đến hồi nào có mua thì lấy cái tiền nó trả cho ông, đưa cái người mới nó họ làm, thế thôi. Đấy, chủ trương sắp tới đấy. À, cho nên về phía ủy ban chuẩn bị sẵn cái tinh thần để tôi sẽ gặp từng nhà đầu tư một, ký cam kết. Cái thứ 10 là tổng rà soát lại các cái bãi tắm, từ vấn đề vui chơi, vấn đề giữ xe, vấn đề cứu hộ, vấn đề tắm nước ngọt, thế được chưa? Còn cái gì cần phải khắc phục để phục vụ cho mùa hè. À, mà cứu hộ tôi nói rồi đó, cứu hộ là phải ở phía bên ngoài, chứ không phải cứ ngồi ở trên ba cái dạng lau nữa đâu. Ngồi là một phần rồi, nhưng phải có ở ngoài để khi mà họ cắm cờ không cho họ ra khỏi khu vực đó.
đảm bảo làm sao trên những bãi tắm của thành phố Đà Nẵng là không có người chết đuối. Tức là có chết đuối là có người bị đuối là cứu ngay. Cứu ngay. Bởi vì giữ cho cái môi trường du lịch. Cái điểm thứ 11 á là đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 là chấm dứt hoạt động của cái cảng sông Hàn, di chuyển cảng qua phía bên kia. Chiều hôm qua tôi có làm việc với anh Thu, anh Dũng, cảng Đà Nẵng, nhâm nhương cho mấy tháng, nó dứt khoát, không có nhâm nhương gì. Tới hồi đó là không di chuyển đi thì cũng chả hoạt động nổi. Tôi sẽ rà soát lại cái nghị quyết mà còn điểm này chưa rõ là 6 tháng đầu năm cho vô nghị quyết của thành ủy, 6 tháng đầu năm này cho vô nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nó rõ là cái việc nó chuyển thành cái cảng để phục vụ cho du lịch. Cho nên hồi nó có muốn hoạt động không cho xe tải chạy ra chạy vào cái cảng đó, mấy cái tuyến đường du lịch, đường Nguyễn Tất Thành, đường Bạch Đằng là toàn đường du lịch. Cái ông xe tải nào mà vào khu vực đó là phạt. Là yên trí là ông phải đi thôi. Khó khăn gì thành phố sẽ tìm cách để có cái hỗ trợ phối hợp để làm cho nó tốt. Không có bằng lui, không có bùi lan gì chỗ này. Khu vực đó là làm cho nó đẹp lên. Cái vấn đề thứ 12 á là đẩy mạnh cái chương trình ba có, trong đó có nhà ở, rồi đặc biệt là cái có việc làm. Thì lần này phải kiên quyết khôi phục lại cái chợ việc làm đi. Mà làm cho có bài có bản, có sức hấp dẫn đi. Rồi kiểm tra lại các cái hộ nghèo. Hộ đặc biệt nghèo thì cũng phải làm thẻ đồ cho đầy đủ. Rồi xác định là các cái đối tượng mà phải phối hợp với các địa phương ở dưới này chăm sóc. Hôm kia đi họp mày phụ nữ có chị bác sĩ nó chỉ phát biểu gì bao. Đối tượng nghèo chứ có bà mà đánh mà tóc xanh tóc đỏ mà giống như Việt Kiều đó. Cũng nói bỏ để nói là Sở Lao động Thương binh Xã hội phải sâu sắc hơn nữa. Tất nhiên có người ta thoát nghèo rồi phải duy trì mấy năm rồi các thứ biết cả rồi. Thì tôi cũng không biết nói làm sao, tôi cũng nói lại là bây giờ cái trường hợp mà cái người nghèo là này khất số mà bị nhầm lẫn hoặc này khất thứ số nó cũng cáo biệt thôi, chứ còn đa số là cũng chính xác đó. Cái thứ 13 là xử lý chống ngập và ô nhiễm môi trường, rồi cải cách thủ tục hành chính, rồi giải quyết khiếu nại tố cáo. Giải quyết khiếu nại tố cáo là sắp tới sẽ ra lại từng trường hợp một lần chốc, đối thoại lần chốc. Rồi anh nào mà cứ trời không chịu đất, đất không chịu trời, đưa ra dân kiểm điểm để xác định cho anh thấy rằng anh quá cái bảo thủ đi mà anh làm cho anh rối tình hình lên, anh không muốn xây dựng thành phố Đà Nẵng này cho nó ra văn minh hiện đại lên, thì sẽ tập trung làm cái đó. Cái 14 là triển khai khảo sát thiết kế tàu điện ngầm và giao thông nội thị. Có thể câu chuyện đó trước mắt thì chúng ta làm cái tuyến ở phía trước cái nhà hát Trưng Vương á, cái ga tàu điện ngầm ngay chỗ bãi giữ xe đó, cái đi dưới phía đường Hùng Vương á, đi lên Lý Thái Tổ, lên Điện Biên Phủ, ra ngõ Ba Quế, rồi một nhánh là rẽ về cái phía ngõ Ba Hòa Cầm, nhánh rẽ về phía Liên Chiểu, lên đến đó rồi là lên khỏi mặt đất á, chứ không còn ngầm ở dưới nữa. Nó để xây dựng một cái tuyến tàu điện ngầm theo kiểu này không mất 5-7 năm chứ không phải sớm đâu. Nên bây giờ phải xúc tiến dần đi. Cái 15 là quản lý tốt cái vấn đề nhập cư. Đặc biệt là lần này là củng cố cái tổ dân phố. Lập lại trật tự. Sắp tới là sẽ đưa cái mức mà hỗ trợ cho cái thù lao cho cái anh tổ trưởng tổ dân phố này là nhích lên tí đó. Mà anh này dưới này coi như là cánh tay nối dài của phường.
kiểm tra vấn đề xử phạt hành chính về tạm trú rồi các thứ là lòng siết bù lông lại chứ không phải để như hiện nay đâu, thả lỏng như hiện nay đâu. Rồi cải cách thủ tục hành chính, rồi củng cố đường dây nóng. Đấy, cái đường dây nóng bây giờ mấy bữa nay hoạt động là có hiệu quả đó. Đường dây nóng mà 05113 rồi 888888 đó là sẽ để chỗ vũ trường, chỗ quán bar, chỗ quán cà phê, chỗ trên đường phố đăng trên báo để cho cái mình ở đây thì dễ, nhưng mà du khách ở các nơi người ta đến đây mà bị bắt chặt, bị gây khó dễ, họ không biết kêu ai hết. Gọi đường dây nóng, những nóng bữa nay là nóng thực sự đó. Có cả chục người ở đó đấy, lòng cả 24/24, ban đêm ngủ lại trực máy rồi đàng hoàng. Và có cái phòng xử lý nhanh, phòng này sẽ phối hợp với đội cảnh sát trật tự của công an thành phố để giải quyết một số cái vấn đề. Chỗ này hát karaoke ồn quá, không cho ngủ, không cho hạp, gọi đường dây nóng, ập xuống lập biên bản xử phạt. Không, bây giờ không nói nhiều nữa. Rồi nói luôn đây là nói đây chứ ông nào nữa. Ông thương chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, ông bí thư kiêm chủ tịch nhiều việc quá. Tôi điện thoại tôi nhắc anh hai lần rồi đó nha. Nhưng mà đến hồi hôm nay tôi thử vẫn cả ầm cái khu vực đó. Có nghĩa là anh chưa triển khai gì hết. Mặc dù anh làm tốt có cái thứ khác, nhưng cái thứ này làm không tốt phải nói thôi. Rồi mấy cái quán ở khu vực này, bữa nay truyền hình trực tiếp tôi nói đó, tôi không muốn phạt đâu. Nhưng mà bị phạt đó là đừng trách móc đó. Đừng trách móc. Mình phải chấp hành những cái quy định chung. Rồi cái thứ 16 là giảm tai nạn giao thông. Đề nghị cảnh sát giao thông là yêu cầu các cái xe ben chở đất chạy chậm cái tốc độ lại, không để đổ đất đó các xuống đường. Rồi cả phân làn, rồi kiểm tra mũ bảo hiểm. Cái phân làn đó là bây giờ cứ anh nào đi lắng, bắt đầu 1 tháng 4 anh nào mà đi lắng qua cái làn đường, ô tô lắng qua xe máy cũng phạt, mà xe máy lắng qua ô tô cũng phạt. Sẽ có thời gian mấy tuần để hướng dẫn nhân dân là đi đúng phần làn của mình. Đúng phần làn của mình. Còn hồi nãy quay nói anh công an á, cái chỗ cảnh sát giao thông mà bóng cái trạm đó là ông cứ quý ông đổ một lần. Đừng để ở lao. Ở lao một chỗ cái nó dễ sinh tiêu cực lắm. Mấy ông xe tải đường dài rồi cái rồi ông móc ngoặt cũng tiêu cực rồi cái rồi nó lên nó xuống cái đổi sực quần miết. Đừng để ở một chỗ. Thứ 17 là phát động cái chiến dịch làm sạch đẹp thành phố. Đấy, làm sao mà để tập cái nếp sáng chủ nhật mà cái 6 giờ dùng 30 phút. Mọi người đều dọn dẹp vệ sinh trong nhà rồi đường đi vô nhà rồi kiệt hẻm gì đó là để thành một cái nếp đi. Thứ 18 là tổng tấn công tội phạm và ma túy. Đấy. Và cả thiếu niên hư nữa. Thiếu niên hư là bữa trước bên đây gặp cái số thiếu niên hư đó thì báo cáo là số tiến bộ được 47%, còn 5 mấy% là chưa tiến bộ. Thôi gọi mấy ông đây là lần này thì không đi sân trà, không đi bà nà, không vô trại giam Hòa Sơn nữa đâu. Gặp tôi hỏi thăm là ổng một lần nữa là ông có muốn vô các trại giáo dưỡng không? Để tôi tính đường nữa. Gặp ổng tôi hỏi lại lần nữa cho ổng yên tâm, để bữa sau mà có tấm ổng đi thì ổng cũng đừng có thắc mắc chi. Còn cứ hệ có con có cháu thì phải giáo dục, để cho nó hư, để cho nó làm rối xã hội thì phải bị cưỡng bức đi giáo dục giáo dưỡng, không có nói gì hết. Cái thứ 19 là giúp đỡ hỗ trợ cho những gia đình chính sách, gia đình khó khăn, xóa dứt điểm những hộ đặc biệt nghèo trong năm 2012. Rồi
Thứ 20 thì tổ chức tốt cái cuộc thi pháo hoa quốc tế cũng như dù bay quốc tế. Thì các đồng chí biết là đấy, một cái khối lượng công việc nó đồ sộ đó, nó mới lướt qua sơ sơ hai chục cái việc như thế. Thì làm việc gì nó cũng khó hết, không có cái gì dễ đâu, nhưng mà chịu khó rồi tìm tòi rồi làm thì nó sẽ tốt. Đấy, có lần hình như có lần nào tôi kể chuyện vui cho các đồng chí nghe rồi đó, đồng chí nào chưa nghe thì nghe lại. Tức là ông bảo ngày xưa có một ông vua, ông chọc mắt rồi ông què chân, ông thọc chân, mà ông muốn để lại cái bức chân dung cho hậu thế, vời cho họa sĩ giỏi nhất đánh vẽ, ông vẽ ông y đó. Rồi ngày hôm sau vua xem ra vua chém đầu, vời tay họa sĩ khóc vô xem, thì cuối cùng là rút kinh nghiệm cái tay trước bị chém đầu, cho nên lần này ông không vẽ chọc mắt, không vẽ thọc chân, nó vẽ ảnh lành lặn nguyên si như thế. Ngày sau anh xem xong anh cũng muốn chém. Thế là cả làng họa sĩ Tây Mô cũng sợ hết, không biết đánh hậu mô đánh cái số phận mình đây. Đang lo lắng thì có một họa sĩ trẻ rồi xung phong, cho tôi vô tôi vẽ nhà vua. Mấy tay khóc bỏ số thằng này chết tới nơi rồi đó, để cho anh đi coi thử. Thế nhưng mà tay họa sĩ trẻ này vô gặp ông vua rồi, ông vua cũng thấy lạ thôi, để cho anh vô thêm vợ anh vô. Vô gặp nhà vua rồi, anh bảo tưởng cái gì chứ, như ông này thì tôi không cần vẽ hai ngày, tôi vẽ sáng nay cho tới chiều là xong thôi. Thế nó vẽ xong bức tranh đó là nhà vua xem khen lấy khen để và thưởng bậc vàng châu báu quá trời trời, khệ nệ mang về. Biết ông vẽ là sao không? Ông vẽ là nhà vua là phi trên một con ngựa, cái chân thọc nó ở bên kia cái hông con ngựa rồi, làm sao thấy được. Cái rồi mới nheo mắt lại, mới dương cung ra này bắn, thì cái mắt vẫn đuôi vẫn chọc, nó là ai thấy đâu. Thấy một cái bức tranh mà nhà vua phi ngựa hùng dũng như thế thì ơi, nhà vua khen quá trời. Cuối cùng là hai tay võ kia thì chết, tay sau là nó có kiểu làm của nó, và cuối cùng là nó không những nó sống mà nó được thưởng nhiều tiền bạc châu báu nữa. Qua cái chuyện đó tôi muốn nói các đồng chí là trừ những vấn đề nó quá khó đi, mà thế giới rồi khoa học rồi chưa nghiên cứu ra, còn lại những cái việc mà tôi đang nói với các đồng chí đây đều có lời giải hết, chẳng qua là mình tìm không ra thôi. Mình tìm tòi không ra mình kêu khó thôi, chứ còn nếu chịu khó tích cực tìm tòi thì nó sẽ ra thôi. Sẽ ra. Hồi nãy nói ở chỗ tổ dân phố á, dân phố sắp tới đây cũng sẽ có cuộc họp gặp tổ trưởng tổ dân phố, rồi tôi sẽ nói. Mà bắt đầu từ tổ dân phố kìa. Tổ dân phố, thôn, tổ dân phố. Nếu ở xã là có thôn, trên này là tổ dân phố. Rồi nói không với ma túy, không chích, không hút, không tàng trữ, không buôn bán. Tới rồi nhân dân thành phố á. Bởi đụng vô đó là dễ ở tù lắm, vô lọc vô vòng lao lý lắm, mà khiến cho bao nhiêu người thế hệ trẻ là băng hoại, giết người cướp của cũng đây, tội phạm cũng đây. Thứ hai là không giết người, thứ ba là không cướp của, không trộm cắp, thứ tư là không cho vay nặng lãi, thứ năm là không tiêu thụ của dân, thứ sáu là không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thứ bảy là không chơi cờ bạc số đề, thứ tám là không dùng hung khí để đánh nhau, không bạo lực gia đình, thứ chín là không bảo kê, không đòi nợ thê, thứ mười là không uống rượu bia khi lái ô tô xe máy và đi đúng phần đường. Chừng mười cái đó là ông tổ trưởng dân phố ông cứ ghi ra, đó là ông quằn tới quằn lui miết, kiểm tra kiểm soát miết xây dựng cái tổ dân phố, rất là coi như là bây giờ mà cất, tôi mong khoảng độ có cái tổ dân phố ở của thành phố Đà Nẵng mà dân chúng Đà Nẵng mà người ta ý thức được, dù câu chuyện đó là 10 năm sau mà đạt được cái đó thì thành phố lúc đó nó mới yên bình được.
mới yên bình được. Chúng ta mới có hòa bình thôi, chứ thực sự cũng chưa có thái bình đâu. Thái bình là làng trên xóm dưới yên vui kia, ngủ không sợ ăn trộm vô kia, không có tội phạm kia, con người sống với nhau nhân ái thủy chung kia, tình nghĩa kia. Còn xa, ông ngồi đó ông chê Bắc Triều Tiên với Cuba, bộ ông đói bỏ sừ đi, nghèo thê lương rồi kim dân in rồi kim dân yêu rồi chi chi nữa quá. Nhưng mà xin lỗi ông á, đúng là họ còn bao cấp, đúng là họ còn có những mặt chưa đổi mới, còn trì trệ, nhưng họ cũng nhìn ông bằng cặp mắt khác. Chứ không phải ông tưởng mà họ khen ông lắm đó. Họ bỏ máy thằng cho nó là hắn đổi mới, hắn đi theo hướng của Mỹ rồi bà ơi. Chứ không phải họ nghèo thì nghèo đó, nhưng đi học không mất tiền, chữa bệnh không mất tiền, không có ma túy, không có cướp của giết người. Nam cả nước có mấy vụ ly hôn thôi, còn ông tự hồ Nam 60 vụ ly hôn, 60.000 vụ ly hôn. Yêu rất nhanh, ly dị cũng rất nhanh, thay người yêu như thay áo. Thầy trò, cho con, vợ chồng, anh em, tiền, xin việc, tiền. Thì ông tưởng mà ông ngông đó, ông tưởng mà họ kính nể, họ chắp tay, họ bái phục ông đó. Cho nên như là đừng có vội mà cứ nhìn cái mặt mà tốt của mình, chỉ thấy bên ngoài thôi, chứ còn nhiều vấn đề lắm. Tất nhiên là cái điều kiện của mình với của các nước vẫn khác nhau nhiều lắm, văn hóa nhiều lúc cũng khác. Họ học xong cái họ bổ nhiệm ra làm quan đó nè, cái mình nhiều lúc cái là mình làm quan rồi cái mình bỏ ta đi hạt đi hạt rồi con mượn họ đi thi hộ rồi nữa chứ. Úi xúc chết, trời ơi là trời. Nhiều lúc khác nhau đó nha. Mình là mình trạm cái ngày chết, chứ còn họ là ngày sinh nhật là hoành tráng lắm, chứ chết họ đâu có nhớ máy đâu. Chứ mình là dỗ thấy chết, dỗ liên tục, Nam không biết bao nhiêu cái dỗ. Thi thì họ chỉ quan tâm ai vô địch thôi, hỏi thì cuộc thi nó ai vô địch, chứ còn mình nó dễ nhất, dễ nhì, dễ ba, rồi dễ tư, rồi ổng còn dễ khuyến khích nữa, ổng nhiều dễ rồi ổng có dễ hay phấn khởi hay. Còn kiểu của họ là không khóc. Họ thi đấu võ cũng thế, thi võ quyền Anh chẳng hạn, đeo găng tay vô đấm, mà đấm phải từ lỗ rúng trở lên, không được đấm dưới lỗ rúng, không được đánh sau gái. Đánh xong rồi tiếng còng lên, xong rồi thì chộm găng tay, nếu mà thân tình nữa thì ôm hôn đi xuống. Còn mình võ chi mà chọc cho đuôi con mắt rồi chi, nghĩa đủ thứ võ hết, võ rồi võ ném đá rồi nữa. Họ thì thức khuya, dậy thì dậy trễ. Mấy ông Việt Nam mình là đi ngủ sớm rồi dậy sớm, dậy chi mới 3:30 nổi lên dậy, rồi rủ nhau đi tập thể dục, loa loạn không cho ngủ hết. Đó là chưa thể Đà Nẵng còn đỡ đó, một số nơi bây giờ thành phố rồi đàng hoàng đấy, cũng đem mấy cái loa thiệt to là vương thở 1, 2 mà mấy thằng tay ngủ không được chửi lên. Nó đâu có phải họ khóc của mình nhiều lắm. Họ thì đề cao vai trò cá nhân, còn mình thì nhiều lúc đề cao vai trò tập thể. Khóc họ là cá nhân, cá nhân ra đó là tranh cử rồi thi thố rồi. Anh nói đùa chứ cỡ Obama cũng nghe cũng tức, chứ còn cỡ ông mà về đây loạn quạng dễ bố trí cho làm khóc, chứ không làm được cái gì ngon đâu. Ở bên đó là người ta họ cạnh tranh với nhau, họ làm xe là từ chức, chứ mình làm xe rồi là nhân rồi đó thôi, tỉnh queo coi như không có vấn đề gì. Họ mà cách chức thì ảnh chịu thôi, chứ còn biểu ảnh từ chức thì ảnh không tự.
Anh bảo bao nhiêu người có từ đâu mà tôi tự. À, chứ họ làm sao là tự chức. Có lòng tự trọng lắm đó. Cho nên những giáo sư mà tên tuổi mà ông bảo thôi cho thêm tuần điểm nữa, rồi tôi gửi biếu ông mấy ngàn đô la, cái quà gì đó, cái đồng hồ đắt tiền gì đó, còn lâu người ta làm. Nên ông để ý một số nước là thẩm phán 70-80 tuổi rồi vẫn còn làm thẩm phán, bởi vì có uy tín lắm, uy tín tuyệt đối. Quan tòa nó mà ngồi vô đó là họ có niềm tin, không mua được, ghê không? Đoạn bán không thủng, đoạn là đoạn đô la đó, đoạn tiền đó, bán không vô đó chứ không phải dẫn đâu. À, còn mình họ làm xe thì từ chức, còn mình làm xe đó chi, cùng lắm cao lắm là kiểm điểm là rút kinh nghiệm. Cho nên không có cái dây gì nó già hơn cái dây kinh nghiệm, nó rút miết mà không bao giờ hết. Rút. Họ là coi trọng cái chất lượng, còn mình là coi trọng cái số lượng. Cụ này là thọ 106 tuổi, cụ này thọ 111 tuổi, cụ này đã thọ 97 tuổi. Họ không quan trọng. Họ khi sống 80-85 tuổi mà một ngày họ có khi bằng 10 ngày mình, 5 ngày mình. Nãy thì xem trên tivi thôi, đi xem gôn rồi, đi thư giãn rồi, người cũng thoải mái rồi. Còn mình cái tính thọ bao nhiêu thôi, còn cái chất lượng á, cái chất lượng sống á là mình không quan tâm. Khóc người ta. Về về cái nghị quyết Trung ương 4 và một số vấn đề về công tác cán bộ. Thì báo cáo các đồng chí là như các đồng chí biết là tháng 12 năm 2011 vừa qua thì Ban chấp hành Trung ương cũng đã họp tại Hà Nội và ra cái nghị quyết Trung ương 4. Cái nội dung là một số vấn đề cấp bách về vấn đề xây dựng đảng hiện nay. Thì trong quá trình cách mạng, như các ông chỉ biết là cái đảng ta chính thức thành lập từ ngày 3 tháng 2 năm 1930. Trước đó đầu rơi máu chảy, rồi sau đó tiếp tục cũng đầu rơi máu chảy, còn bao nhiêu cái phong trào bị thực dân Pháp nó đàn áp. Nhưng mà với vỏn vẹn có 5.000 đảng viên, đảng ta đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân. 1945 thì khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và thực dân Pháp quay lại quyết cướp nước ta một lần nữa. Và ngày 19 tháng 12 năm 46 thì Bác Hồ cũng đã ra lời kêu gọi: hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cúc, thủng, gậy, gọc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Rồi sau 9 năm kháng chiến, rồi kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 4, đất nước chia đôi từ đấy, và miền Nam Việt Nam được Pháp bàn giao cho Mỹ. Thì với một cái chính sách hà khắc và gia đình trị của Ngô Đình Diệm, bị mất lòng dân, và cách mạng ngày càng lớn mạnh. Đến năm 65, ngày 10 tháng 3 năm 95, năm 65, thì những sư đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đã đổ bộ vào Đà Nẵng. Và đảng ta đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với khẩu hiệu lúc bấy giờ là tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Những câu khẩu hiệu vang lên: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Và trước khi qua đời thì Bác Hồ còn căn dặn là hễ còn một tay xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu và quét sạch nó đi. Và các đồng chí nhớ lại cái thời, một cái thời rất là hào hùng với Nguyễn Văn Trỗi, chiến phúc ở Pháp Trường: hãy nhớ lấy lời tôi, đa đạo đế quốc Mỹ,
Hồ Chí Minh muôn năm. Rồi đã đi vào thơ Tố Hữu, có những phút làm nên lịch sử, có cái chết quá thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra. Hàng loạt thế hệ thanh niên ở miền Bắc gác bút nghiêng lên đường ra trận. Không khí lúc đó các ông chỉ thấy nó hào hùng không? Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dạy tương lai. Tôi được chứng kiến khi tôi từ miền Nam tôi ra miền Bắc đi dọc đường Trường Sơn là tôi đã chứng kiến những đoàn quân ra trận. Rồi thắng lợi liên tiếp trên chiến trường buộc Mỹ là phải ngồi vào sau Mậu Thân 1968. Ngồi vào bàn hội nghị Hiệp định Paris. Và tháng 12 năm 1972 thì Mỹ đưa máy bay B-52 con át chủ bài cuối cùng của không quân Mỹ ném bom vào thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Và như các ông chí biết đã xảy ra một Điện Biên Phủ trên không. Hàng mấy chục máy bay B-52 của Mỹ, hàng loạt giặc lái B-52 bị bắt. Tháng 1 năm 1973, Mỹ chính thức ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Và đến 30 tháng 4 năm 75, thì chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Giang Sơn thu về một mối. Như vậy là sau 117 năm, kể ngày từ ngày Pháp mà nổ phát súng xâm lược vào cửa hàng Đà Nẵng 1858, mở đầu cho cuộc xâm lược. Như các đồng chí biết là trong kháng chiến, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với một bộ tham mưu tối cao. Toàn những người có đức có tài. Những tên tuổi như Lê Dũng, như Trường Chinh, như Phạm Văn Đồng, như Võ Nguyên Giáp, vân vân, như Nguyễn Văn Linh. Góp phần vào trong cái chiến thắng chống Mỹ. Phải nói là uy tín của đảng đối với dân gần như tuyệt đối. Đảng gắn bó máu thịt với dân, dân rất tin đảng. Nhà tan cửa nát cũng tháng giặc Mỹ ta sẽ cực trừ sướng sao. Có những gia đình như gia đình mẹ Thứ, chồng và con có gần cả chục người hy sinh. Những người mẹ lần lượt tiễn những người con cuối cùng của mình rứt ruột đổ ra, đẻ ra để mà tham gia mà chiến đấu chiến thắng Mỹ. Nhưng mà sau giải phóng miền Nam năm 75 á, thì phải nói rằng sau khi thắng Mỹ rồi, những người cộng sản Việt Nam quá say sưa với chiến thắng, cứ tưởng là mình thắng Mỹ là mình nhắc rồi, mình thắng Mỹ được thì không có gì khó hơn thắng Mỹ hết, mà mình còn làm được thì các thứ khác còn lại mình sẽ làm được. Bắt đầu chủ quan, bắt đầu duy ý chí. Các ông chỉ nhớ lại Quỳnh Lưu Nghệ An không? Thay trời đổi đất, sắp đặt lại Giang Sơn, khẩu hiệu đấy. Mò cơm mắm cà, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mắm cà với mò cơm mà xây dựng vậy. Rồi bắt đầu nhập các tỉnh lại. Âu Châu cha, nhập cái tỉnh Bình Trị Thiên. Dân mà đi từ ở dưới mà lên tỉnh là phải đi hai ngày đường. Bình Trị Thiên hay là Thiên Trị Bình. Rồi các tỉnh trong này nè, Nghĩa Bình rồi Phú Khánh rồi chứ nghe là nhập. Người ta có câu ca là tỉnh dài, huyện rộng, xã to, tỉnh lo phần tỉnh, dân lo phần mình. Nếu cũng không nghe, cứ nhập vô. Sau này phải chia tách ra, các ông chỉ biết. Mơ mơ mòn mòn, rồi cũng... hồi nó còn nhớ là cái gì? Đồng chí Phạm Tuân là đi tàu vũ trụ,
với Gorbachev đó. Thì tất nhiên mình cũng được vinh dự là người Việt Nam đầu tiên đi lên vũ trụ đó. Thế nhưng mà ở Hà Nội lập tức xuất hiện câu ca liền: nước này còn lắm dân trung, việc gì phải phóng phạm trung lên trời. Bắt đầu là làm có thơ liền. Và do sai sưa với chiến thắng, đảng bắt đầu buông lỏng sự lãnh đạo, chính quyền cũng buông lỏng sự quản lý nhà nước, và cán bộ đảng viên bắt đầu thoái hóa biến chất. Những cái điều mà trước kia không bình thường thì bây giờ dần dần trở thành bình thường. Và phải nói rằng là cái đường lối ngoại giao của chúng ta nó cũng chưa thật khéo lắm. Cho nên chúng ta cũng vướng vào hai cái cuộc chiến tranh. Biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam. Chúng ta phải đụng độ với ông bạn khổng lồ phương Bắc. Trung Quốc xua hàng mấy chục sư đoàn, kể cả các xe tăng, quấn trực diện vào 6 tỉnh phía Bắc nhằm hướng Hà Nội mà tiến. Lúc đó là những lời hịch của cha ông ngày xưa, của thời Lý Thường Kiệt là vang lây, mở đà phát thanh ra lại là: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đảng hình khoan thủ bại hư. Là những cái lời hịch của Quang Trung cũng lại vang lên, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, liên tục trên đài phát thanh. Và những con em chúng ta lại ra trận bảo vệ biên cương. Cùng một lúc trị cái đám Pol Pot Yen Sari, cứu gọi diệt chủng Campuchia, và đồng thời cũng bảo vệ nhân dân mình. Cái tấu tròn son nó giết cả chục người đó, dục xuống sông. Đám Pol Pot nó tàn ác như thế nào các ông chỉ biết rồi. Một mặt là phải đối phó với phương Bắc vô cùng vất vả. Và các ông chỉ nhớ rằng tất nhiên tôi không xét lại lịch sử, nhưng quan điểm cá nhân tôi là tôi nghĩ như thế. Nếu như còn Bác Hồ còn sống thì tôi tin rằng chưa chắc xảy ra hai cuộc chiến tranh này đâu. Với cái đường lối ngoại giao khéo léo, tài tình, Bác Hồ ổng sẽ tránh được hết. Có những chi tiết báo chí không nêu đó thôi, chứ thực chất năm 1951 nha, Bác Hồ ổng từ Việt Nam mà ổng qua Trung Quốc, ổng nói sao ổng rủ rê làm sao mà ổng Mao Trạch Đông đi cùng với Bác Hồ mà qua tích Moscow để gặp Stalin. Qua gặp Stalin rồi cái mà Stalin thì có biết Mao Trạch Đông, biết cách mạng Trung Quốc, nhưng hồi nó Việt Nam chưa có tên tuổi gì hết. Bác Hồ mới bảo là ông trời ông chưa biết tôi, cho nên thôi thì ông này thì ông biết tôi, cho nên ông viện trợ qua cho ông này, rồi ông giúp cho tôi để tôi về tôi chiến đấu với lại thực dân Pháp để tôi giành độc lập. Stalin đồng ý. Cho nên cái giai đoạn mà một số vũ khí của Liên Xô cộng với vũ khí Trung Quốc để giúp ta trong kháng chiến chống Pháp là bắt đầu từ cuộc đi đó đó. Một nước lớn như thế, chứ không phải nước Trung Quốc cũng thuộc cái loại lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thế mà Bác Hồ hôm qua ông thuyết phục sao đó là sách cạp đi cùng với Bác lâu sần sạch đó đi qua tới Moscow, giỏi như thế đó.
Mình trừ mình nói loạn quạng mình. Các đồng chí nhớ cái thời Lê không? Đấy, ông lại chỉ đạo cho Nguyễn Trãi viết cái gì đó, cái bình ngô đại cáo sau khi mà thắng giặc rồi đó. Nổi ở trong cái bà bình ngô đại cáo đó, giống dùng cái từ là cái thằng nhãi ranh tuyên đức, tức là chửi vua Trung Quốc á, vua đương thời đó, chửi trước đó, chửi trong bình ngô đại cáo đó. Nhưng mà đến khi viết cái biểu khắc đó thì gửi cho vua Trung Quốc thì ảnh nhún nhường lắm, ảnh bảo là thằng, nghĩa là nếu mà cũng sẵn sòn cũng triều cống thôi, cũng sẵn sòn nghĩa là xin được hai chữ bình yên thôi, chẳng qua là này khác các thứ rất nhẹ nhàng, bởi vì bình ngô đại cáo là để nói với dân mình, nói với quân sĩ mình, còn nói với vua Trung Quốc là nói kiểu khác, lăng quăng rồi mà cũng được trăm mấy chục năm bình yên, không bị anh hàng xóm láng giềng mà đánh đấm gì hết, trừ thời thương thôi. Chứ còn lại thời ăn này, rồi Nam Hán, rồi Đông Hán này, rồi Tống, rồi Nguyên, rồi Minh, rồi Thanh, không có thời nào mà để cho Việt Nam yên hết, quánh miết. Nhưng mà có triều đại ăn rồi, cái xua con quánh liên tục như thế, nhưng mà cũng có triều đại người ta họ, có những ông vua, ông anh minh như thế, ông biết, cái ông bọn này cũng ở, cho nên 1000 năm nữa, thì cái đất nước Việt Nam này vẫn ở kề bên đất nước Trung Quốc, cũng là láng giềng của Trung Quốc. Chứ còn cái món này không có dỡ tỏa đền bù tái định cư là được đâu. Cho nên như là mình phải không khéo. Chứ còn cảnh giác là cảnh giác, chủ quyền là chủ quyền, nhưng phải hết sức không khéo. Các ông chỉ biết là Mỹ cấm vận bao vai ta đến 20 năm. Từ năm 95 mà cho đến từ năm 75 mà đến 95 mới bình thường quá. Như vậy là vừa phải khôi phục kinh tế sau chiến tranh tàn khốc, rồi là bị bao vây cấm vận nặng nề, rồi vướng vào hai cái cuộc chiến tranh như tôi vừa kể. Rồi năm 1991 là hệ thống Liên Xô và Đông Âu là sụp đổ, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế và thiếu thốn trăm bề. Bắt đầu năm 1986 thì đảng ta khởi xướng đổi mới và đất nước dần dần ra khỏi khó khăn. Các ông chỉ nhớ lại nha, tôi hệ thống để các ông chỉ nhớ thôi. Năm 1986 với Đại hội 6 thì với Tổng Bí thư là Nguyễn Văn Linh, thì hồi nó với những việc cần làm ngay là các ông chỉ biết là nó sôi nổi, cũng làm được một số việc. Tất nhiên sau đó là bọn Sáu nó cũng xuyên tạc là những việc cần làm ngơ. Rồi dần dần nó đến Đại hội 7. Đại hội 7 thì đến Tổng Bí thư Đỗ Mười. Rồi với cái nghị quyết Trung ương 7 cũng đã ra nghị quyết về xây dựng đảng cũng rất quyết liệt, và xem đây là cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách. Đồng chí Đỗ Mười cũng đã xác định là xây dựng đảng là giữ vai trò then chốt. Và rồi chúng ta cũng không làm được bao nhiêu. Đến giữa nhiệm kỳ của Đại hội 8 á, với Tổng Bí thư là Lê Khả Phiêu, thì các đồng chí nhớ lại là với nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về xây dựng chấn chỉnh đảng với một cái quyết tâm rất cao và cũng có nhiều giải pháp quyết liệt. Nhưng rồi kết quả cũng không được bao nhiêu. Nội bộ là càng rối ren phức tạp trước khi Đại hội 9. Rồi đến Đại hội 9 và Đại hội 10 thì với Tổng Bí thư là Nông Đức Mạnh, thì cũng ra cái nghị quyết Trung ương 3 khóa 10, cũng phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như các đồng chí đã biết. Và rồi kết quả mới sơ kết thôi chứ chưa tổng kết, nhưng mà rồi xem chừng kết quả cũng chưa được bao nhiêu, chưa đáp ứng được cái lòng mong đợi của đảng viên, cán bộ đảng viên và nhân dân. Như vậy là suốt năm nhiệm kỳ kéo dài 25 năm,
một cái chặng đường mà Hàn Quốc nó dư sức để nó chuyển mình từ một cái nước nông nghiệp sang một cái nước công nghiệp. Suốt năm nhiệm kỳ, kéo dài 25 năm, vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng luôn được đề cập và hết sức quyết liệt. Hô hào thì rất mạnh, nhưng mà như tôi nói đó, còn xây, còn ra nhiều nghị quyết thì tình hình nó cũng còn ngại, còn xấu thêm, yếu kém và phức tạp hơn. Bây giờ đến đại hội 11 với nghị quyết Trung ương 4 mà các ông chí biết đó, mà tôi đang nói với các ông chí đó, cũng về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay, lại vẫn những chủ đề đó, lại vẫn những nhận định đó, lại vẫn những nguyên nhân đó. Không thiếu gì hết. Sau khi nói bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, kéo dài trong nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục. Trung ương 4 đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là những đảng viên có chức có quyền, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau của sự phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá nhân, ích kỷ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, cản trở sự phát triển của đất nước. Nếu không nói quá rõ ra gì nữa. Thế có sau khi nghị quyết này ra đời thì có nhiều người phấn khởi, tin tưởng, nhưng mà cũng không ít người là cũng hoài nghi. Bởi vì là mấy nghị quyết lần trước kia cũng quyết liệt lắm rồi mà, cũng lần đầu đó đó. Mà sao không phê dần. Họ hỏi là nghị quyết đó nhưng mà rồi ai làm. Và nghị quyết Trung ương 4 á, có nói thế này này, nhưng chủ yếu do có nói một số nguyên nhân khách quan rồi. Bên cạnh đó có nói nguyên nhân chủ quan là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫm suốt ý chí chiến đấu, so với chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng cơ hội, quên đi trách nhiệm bổn phận trước đảng, trước nhân dân, ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, thu ván cá nhân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước, các nghị quyết chỉ thị quy định về xây dựng chỉnh đốn đảng ở một số địa phương đơn vị không đến nơi đến chốn, kỷ cương kỷ luật không nghiêm, nói nhưng không làm, làm chiếu lệ, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo, không rõ trách nhiệm, buông xuôi một không ít cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu không gương mẫu về đạo đức lối sống. Thế thì báo cáo các đồng chí, nghị quyết lần này là như tôi nói đó, có những điểm là trước đây cũng thấy rồi, nhưng bây giờ cái điểm có điểm mới ở chỗ nào? Mới lần này là mới ở chỗ cái giải pháp tổ chức thực hiện á. Báo cáo các đồng chí là các lần trước là làm chung chung nữa thôi, rồi toàn đảng đưa ra rồi làm, còn lần này là không làm theo cái cách đó nữa đâu. Lần này khác là làm từ trên làm xuống, chứ không làm dưới làm lên nữa. Đó là cái mới đó. Cái thứ hai là không phải chỉ tự phê bình đâu, mà có gợi ý, góp ý trước khi phê bình. Thấy không? Khác đấy. Không phải để tự anh nói ra anh chị rồi tôi nghe đó đâu. Gợi ý ra để anh kiểm điểm.
Và làm là làm ở trên làm xuống, chứ không làm đồng loạt kia. Bắt đầu từ Tổng Bí thư, bắt đầu từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, rồi tới từng anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Chứ không có kiểm điểm tràn lan gì, từng anh một. Mà anh không nhận á, anh không thấy á, là sẽ có người chỉ ra cho anh. Chứ không giống mấy lần trước đâu, lần này hơi khác. Tôi thì tôi tin rằng nó sẽ có chuyển biến, nó còn hơn là không làm. Đưa hai cái liều thuốc kháng sinh mạnh, một là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hai là nghị quyết Trung ương 4. Mà hai cái thuốc kháng sinh này mà kháng thuốc luôn, nghĩa là hồi nó bó tay chấm cơm luôn, tiêu luôn. Báo cáo với các đồng chí là về một số cái công tác cán bộ. Thì trước hết là tôi nói một số cái chức danh của thành phố vừa rồi, số chức danh lãnh đạo có thay đổi. Thứ nhất là do yêu cầu công tác, Trung ương đã điều động anh Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhận nhiệm vụ làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, theo dõi khu vực miền Trung Tây Nguyên và một số cái đơn vị Trung ương ở phía Bắc. Thế câu chuyện đặt ra là ai làm Chủ tịch Ủy ban thành phố? Cũng có ý kiến khác nhau. Người thì bảo là đưa anh Trần Thọ, hiện là Phó Bí thư Thường trực, qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Người thì bảo đưa anh Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch. Người bảo hay đưa anh Võ Duy Khương làm Chủ tịch. Nói chung cái chức Chủ tịch Ủy ban là cũng có một số ứng cử viên. Qua thảo luận bàn bạc này khác các thứ thì tập thể xét thấy rằng là chỗ anh Chiến anh làm thì nó phù hợp hơn. Bởi vì anh cũng làm 7 năm làm phó chủ tịch, anh theo dõi cái mảng quản lý đô thị rồi, để cho nó liên tục công việc. Trước khi tôi làm chủ tịch, hết tôi rồi đến anh Quỳnh Nam phó chủ tịch rồi lên chủ tịch. Hết anh Quỳnh Nam phó chủ tịch thì đến anh Hoàng Tuấn Anh phó chủ tịch lên chủ tịch. Hết anh Hoàng Tuấn Anh rồi đến Trần Văn Minh phó chủ tịch lên chủ tịch. Mà công việc cũng nhiều rồi. Trong khi đó anh Thọ là kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, ổn định để lo công tác xây dựng đảng để giúp tôi phía bên này. Sau khi tập thể thảo luận phiên cuối cùng thì anh Thọ anh rút. Còn lại anh Khương với anh Chiến thì đưa ra tập thể bỏ phiếu thì anh Chiến được nhiều phiếu hơn. Thì tập thể cử anh Chiến ra làm chủ tịch ủy ban. Đó là cái vai chủ tịch trên này. Chứ còn ở đây chẳng qua là tính toán cái thích nghi của công việc thôi. Tính nghi công việc thôi. Chứ vật mà uy tín cá nhân ấy, thì anh Trần Thọ anh cao hơn anh Chiến nhiều. Phẩm chất cá nhân của anh Võ Duy Khương ấy là cũng phải nói là rất là đáng quý. Còn anh phó chủ tịch mà phụ trách toàn là tiền hàng rồi đủ thứ nhưng mà không có điều tiếng gì. Vấn đề đây không phải vấn đề uy tín, đây là công việc, nó thích ứng, thích nghi, nó đặt cái chung lên trên, nó tập thể quyết định như vậy. Và ý kiến của cá nhân tôi cũng ủng hộ theo phương án đó. Ý kiến của anh Trần Văn Minh
cũng ủng hộ theo cái phương án đó để cho nó liên tục. Thế còn cái gì nữa? Đánh vai phó chủ tịch ủy ban vừa rồi là khi anh Chiến lên thì là phải cần một phó chủ tịch. Phó chủ tịch ủy ban là thì cũng đưa ra tập thể bạn, và anh Tuấn thì được Tuấn nguyên là giám đốc sở xây dựng thì được tín nhiệm cao hơn, thì anh Tuấn giữ vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Bây giờ đến chỗ giám đốc sở xây dựng, đến giám đốc sở xây dựng ai thay cho anh Tuấn là cũng một cái ẩn số nữa, thì cũng nhiều ý kiến lắm. Ý kiến một ý kiến trong thường trực ủy ban là đề nghị đưa anh Dũng từ giám đốc giao thông qua giám đốc sở xây dựng và đưa anh Trương phó giám đốc lên làm giám đốc sở giao thông. Nhiều ý kiến khác thì đề nghị anh Hồng, đăng bí thư huyện ủy Hòa Vang về làm giám đốc sở xây dựng. Người đề nghị anh Quỳnh, hiện nay giám đốc sở nông nghiệp để về làm sở xây dựng. Ý kiến đề nghị đưa anh Việt Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất về giám đốc sở xây dựng. Lã tả một số ít người nữa cũng đề nghị hay là đưa anh Bằng có văn phòng đi về giám đốc sở xây dựng. Tất cả những phương án đó đều đặt ra hết, và sau khi tính đi tính lại thì thống nhất là cử anh Hùng về làm giám đốc sở xây dựng. Thật ra cái trưởng ban quản lý khu công nghiệp với giám đốc sở xây dựng là ngăn hàm với nhau thôi, không có gì hơn ai, nhưng mà bố trí công việc thì như vậy. Nhưng mà tập thể có phân vân là cái ông này là năng lực chuyên môn thì có, nhưng mà cái tập hợp, cái phong cách nó chưa được chững chạc. Nhiều lúc ông nói như toàn ở trên Đồng Đông, ở trên Trính Đà Lai, không nói ở dưới này đâu. Họ không ưa, nghe cái hạnh là ta ghét rồi. Mà người dân Quảng Nam mình hay nói cao. Tôi có gọi đồng chí Hùng lên, tôi phân tích và tôi có nhắc nhở. Anh Chiến chủ tịch ủy ban hình như tôi cũng biết, là anh Hùng có nói tôi là anh Chiến cũng có mời gặp. Tôi ông về đó là ông phấn đấu, ông làm cho nó tốt, điều chỉnh cho nó tốt, hoàn thành công việc cho nó tốt, không sợ cái anh Sáu anh phá đâu. Anh phá là bọn tôi biết liền, mà cái mà tự ông gây ra là có khi ông không đứng yên cái giám đốc sở nữa trong tương lai, chứ không phải ông vào đó là ông làm miết cho đến lúc nghỉ hưu đâu đấy. Nó bọn hồi không thích ứng là sẽ mời ông qua vị trí khác. Cho nên là chỗ sở xây dựng rồi chỗ các sở ban ngành á, mình vừa giám sát nhưng cũng vừa động viên giúp đỡ ảnh để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng không mong rằng phải điều anh Hùng đi chỗ khác, mà mong ảnh làm chỗ này, làm góp phần cho cái sở xây dựng nó mạnh lên, đóng góp xây dựng cái thành phố Đà Nẵng tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái vị trí chủ tịch rồi phó chủ tịch rồi giám đốc sở. Cán bộ còn chi nữa nhỉ? Có người bảo bây giờ rằng anh Minh đi rồi, 14 người thường vụ thiếu người nữa, bổ sung đi cho anh. Hỏi thử rồi bổ sung thì nó mỗi ông nó còn phách. Ông bố đưa ông viết bổ sung thường vụ, người bố đưa ông hay đưa ông thơ giám đốc sở kế hoạch, có người ông thơ máy đây chứ ông điểu, ông là lỗ loạn bao nhiêu năm nay không đưa ông điểu. Tất cả những vấn đề đó tôi đều nghe hết, chọn lọc hết,
rồi tập thể sẽ bàn một cái thời điểm thích hợp rồi sẽ tính toán. Trên địa bàn thành phố về công tác công bộ còn điểm gì nổi cộm nữa nha. Vụ chỗ ông Hùng Hải Châu thì cái này tôi nhắc lại một lần nữa là ông Hùng ổng chỉ vi phạm cái mức độ nào thì xử lý mức độ đó. Ổng chỉ ký vô mà cái đơn mà xin mua đất thì xác nhận đúng là sự thật đó thôi. Tất nhiên cũng lì xì cho ảnh mấy triệu cái rồi có đi nhậu một bữa rồi có. Thì xử lý cái mức mà bay chức phó bí thư mà thôi chức chủ tịch rồi rất là cũng được rồi. Ông bố ổng đi Campuchia, ổng đánh bọt thì trừ nó đạ lên chứ không biết ông này cũng có tội đánh bọt chứ không phải không đâu. Nhưng mà đi Campuchia đánh bọt đi dẫn vợ đi. Ông này ổng dẫn cả vợ đi nữa cho nên cái này cũng không đạt vấn đề ra. Thôi cho anh chuyển công tác về các cơ quan trung ương rồi. Giống như bữa nay bất động sản mà đang xuống giá này này. Thì giá nhà nước bán á, bao giờ cũng thấp hơn giá thị trường tí. Nhưng mà chơi giờ bữa nữa ta động vô pháo hoa rồi hoành tráng lên tự nhiên giá bất động sản nó lên phát cái là trúng mánh đó nè. Nhưng mà bắt toàn bộ những cái lô đất đó phải đóng góp vô cho bệnh viện ung thư. Chứ không phải anh Hùng ảnh đi mua đất đâu mà ảnh chỉ xác nhận vô lâu lâu có một cái đơn nó cạm lẹ, mấy chục đơn là cạm lẹ. Hằng mấy năm mới ra cái số liệu đó. Hôm nay tôi thông tin chính thức cho cán bộ để biết. Cái việc hơi ồn ào nó đi nó lại nữa là cái vụ ông thầy ở chỗ Liên Chiểu. Thầy chỗ Liên Chiểu thì cách đây mấy chục năm kia. Hồi nó học thì không có học. Nhưng mà thi á, thi để lấy bằng á thì ông không thi được. Đấy. Thế thì trừ dù muốn dù không nó xe thì xe rõ rồi. Nhưng mà diễn ra từ cái thời điểm đó kia. Nó cũng xét quá trình, ông cũng có tham gia rồi, ông cũng tích cực với phong trào này này khớp. Thì thôi thì cũng kỷ luật, cũng xử lý nhưng cái mức độ đó. Tất nhiên có chuyện này, có chuyện khác chứ còn nếu mà ngon lạnh trân tru hết, ông không có khuyết điểm chi. Những đứa con thê đắc thê điếc gì đó chưa đủ tuổi rồi thôi nào, cái có nghĩa là cũng là ngàn một số việc. Nên ngon lạnh trần trù hết thì ông đã vô tinh thành ủy viên tám đời rồi, ông làm bí thư Liên Chiểu rồi chứ có đâu phải tăng cường, đúng không? Cho nên nó nói đi cũng phải nói lại. Còn về công tác cán bộ thì tôi nói với các đồng chí là chức này chức kia rồi thực ra nó cũng chỉ phương tiện thôi, chứ nó không phải mục đích của cuộc đời. Các ông chí trừ còn đang làm việc sai xưa đó, chứ nghỉ hưu rồi, rồi nhìn bạn bè, nhìn đồng nghiệp. Cuối cùng rồi xem lại mình đã làm được những việc gì, chứ không phải mình đã kinh qua được những chức vụ gì. Họ người đời họ không nhớ anh kinh qua chức gì đâu. Nói nhiều lúc cũng đừng có nặng nề quá với cái chức. Thôi cứ phấn đấu, cứ làm những tốt đi. Tập thể nó tín nhiệm, tất nhiên cái đề bạt cắt nhắc thì nó cũng tương đối thôi. Chứ nó không thể là... Nhưng mà khẳng định với các ông chí á, là ở Đà Nẵng các ông chí cứ phấn đấu làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến. Không cần phải chạy chọc, không cần phải chung chi, không cần phải cái gì hết á. Nói này nói danh dự với các ông chí. Mà lâu nay đã diễn ra như thế rồi, chứ không phải bữa nay tôi nói. Cho nên các ông chí cứ lo làm tốt cái phần mình đi. Ai cũng biết cán bộ là cái gốc của công việc, quyết định cái sự thành bại của công việc. Ai cũng biết cán bộ nào thì phong trào ấy. Nó lý thuyết là như thế đấy. Nhưng mà quan tâm đến công tác cán bộ không phải là chúng ta đều là tập trung hết đâu. Cán bộ cũng là con người, cũng có những ham muốn, cũng có tham sân si, cũng có mặt mạnh mặt yếu, có mặt trái mặt phải, chứ không có cái chuyện là toàn năng toàn diện được hết đâu. Người xưa nói dụng nhân như dụng mộc, chúng ta trừ cái dụng nhân như dụng mộc được không? Ngày xưa có con sư tử mà trước khi ra trận là có người góp ý cho sư tử là lần này ra trận là đừng có cho con thỏ với con lừa nó tham gia,
mấy trận trước là rách việc, không làm được cái tích sự gì hết. Thế nhưng mà sư tử không nghe, lần ra trận lần tiếp theo sư tử vẫn cho con lừa ra đi sắc con voi. Con voi thì vẫy vòi như thế này, còn con lừa thì hét lên. Phía bên địch quân bên kia thấy không biết cái con gì mà nó hét to thế. Còn con thỏ thì làm nhiệm vụ giao liên đưa thư, chạy thiệt nhanh. Đúng là nhót như thỏ nhưng mà đưa thư thì nhanh lắm. Cuối cùng là trận chiến thắng, trận chiến đấu đó là mong là chiến thắng. Trong cái công tác cán bộ á, cái vấn đề khó nhất á là đánh giá cán bộ. Ngày xưa thì mà có cái triều đại vua quan ảnh đánh giá cán bộ của ảnh là nó đơn giản hơn bây giờ chúng ta nhiều. Tất nhiên hồi nó công việc cũng ít hơn, nhưng việc đầu tiên đó là dẫn anh cán bộ nó tới ảnh coi thử cái tướng mạo ra làm sao nữa. Không phải tướng mạo nữa, tướng mạo rồi ảnh thi cử rồi ảnh thử việc, ảnh xem thử cái anh có tài không. Và cái đặc biệt cái thứ ba này này là ảnh xem thử có hiếu với cha mẹ không. Ảnh quyết định ảnh đề bạt cất nhắc. Rồi mà cũng ra nhiều ông vua, nhiều ông quan của các triều đại cũng rất anh minh, rất sáng suốt, rất liêm chính. Chứ ông không rườm rà như mình đâu. Bây giờ mình nhiều lúc đánh giá luôn cả lập trường quan điểm rồi. Giờ lập trường nữa, ở trong đạo, ở môn biết Mỹ chợ quay lại ăn đổ quân vô đánh, thì ông nào đánh, ông nào dọc chạy trước mới biết chứ trời làm ra nó có được. Lúc nào cũng tôi giữ vững lập trường gia cấp rồi chứ nó ngay nguyên thiên. Tiêu chí thì rườm rà đủ thứ hết. Ở các nước văn minh thì người ta họ có hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ rất rõ ràng, công khai, minh bạch. Và họ có những cái học viện, những cái trường đại học để đào tạo lãnh đạo. Ngay họ đào tạo lãnh đạo mà họ thí nghiệm, họ đem 10 cái em bé lụa 8 tuổi lên cái lấy những cái ly nước trắng quậy mấy thìa đường vô. Rồi còn cái ly nữa quậy mấy thìa muối vô, đưa cái ly đường ra trước. Em thứ nhất lên, cô giáo cho ném một phát, ném thấy họ ngọc hay mặn. Thưa cô là ngọc ạ. À. Đến em thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến thứ chín cũng thưa cô ngọc ạ. À. Đưa cái anh thứ 10, cái cháu ra lấy cái ly, nó đẩy cái ly nước muối vô, ngay anh bưng, anh ném, ngay anh thấy mặn chất. Cô giáo hỏi mặn hay ngọc? Bảo thưa cô, ngọt ạ. Tức là mặn chất nữa mà hắn thấy chính người tay kia nó ngọt rồi, nó không đủ dũng khí để nó mặn. Nó mặn chất nữa mà hắn cũng kêu ngọt. Cho nên cái dọn nó thôi đừng đào tạo làm lãnh đạo chi phí. Bữa sau nghe chừng nó chi chạy theo nó là không có lập trường, nó là không cho, không đào tạo lãnh đạo. Đó là một trong những thí nghiệm của người ta đó nha. Không phải. Còn nhiều thí nghiệm nữa, tại tôi nói ví dụ một thí nghiệm để thấy là người ta làm bừa bỏng đó. Mình đó là cứ nên họ đàn guitar là họ có nốt hết, nó bài nhạc nữa, đồ re mi đồ chi nghĩa là rõ ràng hết. Mà đến cái chứ còn mình đó là xách cái đàn trò ra không thấy chỗ mà cứ tới cứ lùi nữa, xình sang hồ lý hồ thành son, cái chỉ đó là làm cái bài đó. Rồi không tới đâu không tới thôi chứ. Rồi lấy nghề dạy nghề rồi dần rồi lên rồi lòm rồi cũng thành ra cán bộ lãnh đạo đó. Trong công tác cán bộ của ta thì cái vấn đề như tôi nói đấy, vấn đề đánh giá cán bộ, vấn đề đề bạt sử dụng cán bộ còn quá nhiều bất cập, còn quá nhiều thiếu công bằng. Nhiều lúc có anh anh làm chơi đó, cái rồi anh được đề bạt bố cán bộ ngon lắm. Còn làm ở công tác cán bộ á, công tác tổ chức cán bộ á,
kể cả những lãnh đạo ở các cái vị trí đó, mình cứ bảo là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Bây giờ xã hội dân chủ công bằng văn minh là phải mình phấn đấu, mình vươn tới, chứ còn xa thì mới đạt. Công bằng á, anh công bằng với vợ anh á, với người yêu của anh á, với con anh á, với người thân anh á, với bạn bè anh á, với ekip của anh á, thì anh công bằng dễ lắm. Anh có dũa anh công bằng với những cái người mà anh không ưa thích nó, nhưng nó làm được việc, anh phải sử dụng. Vì cái đại cục, vì cái chung. Bởi vì đây không phải cái nhà của riêng anh, không phải, đây không phải công ty trách nhiệm hữu hạn của gia đình anh. Có như thế thì lúc đó cán bộ nó mới tin tưởng, nó mới hồ hởi. À, cho nên phải hết sức công tâm. Bữa hôm Tết có đồng chí ở đây cũng chắc nhiều người xem cái vở ông Táo Chầu Trời á. Phải nói là cái vở diễn cũng khá hay, có khá công phu. Mà ảnh giả cái giọng giống mấy anh bộ trưởng đó lắm. Nhưng mình xem xong cũng cười chảy ra nước mắt, nhưng mà ngồi chạp nghĩ lại bộ. Cái này là có vấn đề đây. À, quá ra là làm cho chết cả Nam rồi, nhưng cuối cùng mấy thằng cha mà cũng làm dở lãng được lên gặp Ngọc Hoàng hết. Đúng không? Mấy thằng làm tóc đâu có được lên trời mà gặp Thiên Định đâu, lên gặp Ngọc Hoàng đâu. Mà gặp Ngọc Hoàng rồi còn gọi Ngọc Hoàng bằng anh nữa kìa, ghi không? Cũng còn lì xì phong bì cho Ngọc Hoàng nữa. Ôi trời ơi là trời. Rồi Ngọc Hoàng cũng ra cũng nói chung chung, cũng biết hết nhưng mà không làm được cái gì hết. Rồi cũng qua cả làng tắt, rồi cũng vui vẻ thôi thì cho mấy chú Táo, rồi cho các chú về lạ đó thôi chứ làm gì đâu. Hèn chi mà cái đất nước này không phát triển là đúng rồi. Lẽ ra bây giờ phải lấy roi mà đét cho mấy cái thằng Táo mà làm dở nó đi chứ, phải xử phạt nó chứ. Cuối cùng không là gì hết, chỉ cười, cười đau xót, xót, cười như vậy. Cười như vậy. Cuộc đời hắn nhiều cái ói am nữa chứ phải. Hôm nay mỗi lần mà thêm cái chi đó, tay du ký, tay du ký. Thấy tay trừ bất giới nữa là tôi gắt chi mà gắt. Dắt cái đinh ba mà cái mặt heo đi cà tưng đó mà. Hát lại nói tâm toàn nghe mới hai nè. Cho Tề Thiên nói không nghe chứ phải. Nó đúng cũng không nghe chứ phải. Còn Trư Bất Giới nó không biết cái kiểu chi, không biết mà nó nói cái là anh tâm toàn anh gặt liền. Nó xử chi anh nghe anh ấy. Ôi trời ơi. Nhưng mà gặp yêu ma quỷ quái rồi khó khăn gì đó là phải kêu Tề Thiên. Trư Bất Giới nè gọi là ăn theo thôi. Vừa bất tài vừa thơm ăn tục uống đủ chuyện hết, nhưng mà khổ cái tội lăn nó tâm tạng nghe. Tâm tạng nghe cuộc sống hắn phức tạp rồi đấy. Anh đi thỉnh kinh chứ phải làm chi đâu, cũng giống như trừ mà mình đi nhận Lenin tuyển tập á, phải ăn giòn ăn bọt chi nữa đâu. Rứa mà lấy tới Phật Thích Ca Mâu Ni rồi á, ngồi ổng chắp tay ra đó, nhìn xa trong rộng đó đó, nhưng mà hắn bắt phải hối lộ cái chén bằng vòn rồi hắn mới phót, nhớ không? Sắc rọt bên ảnh mà anh Phật có thấy gì đâu, anh Phật ảnh nhìn tít xa lắc chứ còn ảnh sắc bên nách ảnh á, làm tầm bậy đó ảnh có biết gì đâu. Phải nói hơn 500 năm mà Ngô Thừa Ân viết những cái tiểu thuyết như thế, nhìn lại mình cũng buồn nha. Mình không có cái tiểu thuyết nào chứ nó thật hấp dẫn nữa, dựng thành phim nữa, chiếu cho hậu thế xem. Cho nên nói về công tác cán bộ ấy, thì tôi đề nghị các đồng chí mình làm công tác cán bộ ấy. Ở đây có cũng có nhiều người làm công tác cán bộ thì mình phải hết sức công tâm, khách quan, phải tìm tòi, phải phát hiện người không có sẵn đâu. Và các đồng chí cứ ngồi ở nhà đó cũng chạy tới xin các đồng chí á, là lộ cán bộ nó cán bộ thường lắm, cái tay mà nó làm được việc nó giỏi, ít khi nó đi xin. Mà tay mà hay chạy đến các đồng chí cái nó không biết các đồng chí thích chơi rượu niệm ngông,
thích cái phong bì nó dài cái rồi hắn tán tỉnh nó hằng hầu không chỉ nghe cái không chỉ tham mưu cái đề bọt hại cho đảng đó, hại cho dân đó, hết sức tỉnh táo. Người ta bỏ con trâu con hai thì thường có chứng. Anh lòng công tác cán bộ là anh phải tinh ý và nhớ là phải đi tìm, chứ đừng để cán bộ đi tìm mình. Mình cứ lồm lộn ngược đầu như thế thì không bao giờ ra cán bộ tốt. Tìm cho ra những cán bộ có tài năng. Tìm cho ra cán bộ có tố chất. Tìm cho ra cán bộ có khát vọng. Tìm cho ra những người cán bộ có tâm. Có cái tấm lòng với dân đó. Để tìm. Công phu lắm đó. Này phải có tố chất đó nha. Ông đừng có tưởng rồi muốn làm gì làm được đâu. Ông học đàn ông phải có tố chất. Ông chơi tennis ông phải có tố chất. Ông đá bóng ông phải có tố chất. Ông chơi golf ông phải có tố chất. Chứ không phải rồi ai cũng được đâu. Được thì được đó, nhưng mà ra giỏi thì không bao giờ giỏi được. Cán bộ cũng vậy. Nhưng mà tố chất và khát vọng, tôi muốn nhấn mạnh, tìm cho ra. Phải có khát vọng. Không có khát vọng là không làm nên được cái gì hết. Tại sao Đà Nẵng là mà người ta hơi chú ý nhiều Đà Nẵng? Là bởi vì ở Đà Nẵng có khát vọng. Muốn xây dựng cái thành phố đáng sống, muốn xây dựng cái thành phố cho nó thái bình, cho nó yên bình. Xây dựng cái cuộc sống cái thành phố cho nó môi trường, cho nó thân thiện. Có khát vọng còn làm được tiếng ngôi chưa biết. Nhưng khát vọng cái đó. Còn như các ông chí biết, có lần tôi cũng đã nói với các ông chí rồi, những người mà theo trường phái tâm linh á, và cái thời xa xưa á, người ta hay nói là anh chị, có ba vấn đề. Một là làm nhà, hai là cưới vợ, và ba là chống quan trường. Thì ba cái vụ này nhiều lúc cũng không tính trước hết được. Cái nhà cũng phải có hợp cái duyên rồi ở mới được, cũng không đau không ốm. Chứ có người vô ở cũng đau suốt. Có người yêu khi không lái được, có người gặp là nên vợ nên chồng mà thấy cũng là rất là hợp. Có người như anh Tứ chẳng hạn, anh trúng vô bộ chính trị cái rồi tự nhiên cái là độc ngọc mất liền. Tức là không kịp nhận nhiệm vụ ngày nào ấy. Hay là cái ông gì, ông bộ trưởng y tế, ông đi Thái Lan, phân công ông thứ trưởng đi rồi, nhưng tới sót ngày rồi, ông bộ thôi để ông đi, lại là phải đổi vé, là làm thủ tục, ông đi rất máy bay, chết mất. Còn cái ông mà không chết, được lên làm bộ trưởng, thấy không nói được. Còn kinh nghiệm ở thực tiễn á, chứ không phải lý thuyết đâu, cũng đã chỉ ra rằng cái cán bộ mà muốn thành công á, thì chú ý cái gì? Một là anh phải tận tụy với công việc. Hai là không tham vọng. Nhớ là hy vọng với tham vọng lẫn khác nhau đó. Hy vọng thì có thể tạo ra tương lai, nhưng mà tham vọng á, nó sẽ giết chết tương lai. Anh chú ý. Cái thứ ba là phải tập hợp được. Muốn thế là phải khiêm tốn, thuyết phục. Người ta nói rồi, ông Lenin nói chứ không phải tôi nói đâu. Bộ không khiêm tốn thì không làm lãnh đạo, không thuyết phục thì không làm lãnh đạo,
mà không quyết đoán thì đừng bao giờ làm lãnh đạo. Và cái thứ tư, cái cuối cùng là cái gì? Đó là ích cá nhân. Tôi dùng cái chữ ích đó. Chứ nó không cá nhân thì nhiều lúc cũng thành thánh mất. Ai cũng có cái riêng tư, ai cũng có chuyện này chuyện khác. Thì bốn cái yếu tố đó dẫn đến cán bộ thành công. À, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc sở xây dựng, Trang Hằng Ngũ, giám đốc sở về năng lực chuyên môn thuần túy, cũng có người sắc sảo hơn anh Tuấn đó, chứ không phải không có đâu đó nha. Nhưng mà đối với Nguyễn Ngọc Tuấn thì anh được tín nhiệm hơn, là bởi vì anh cái cạm cụi đó anh làm đó, anh cũng chả mòn có lên phó chủ tịch không, rồi anh cứ cằn mẫn để làm, im lặng để làm, không vừa làm vừa ngó chừng chỗ này chỗ kia gì hết á, cứ làm phân công chỉ làm nái, tận tụy với công việc. Và như tôi nói đó, có thể trong đầu óc anh cũng lóe lên cái hy vọng, biết đâu mình làm tốt thì mấy ông lãnh đạo cái ngày nào đó ông cho mình lên ủy ban cũng chưa biết chừng. Đó là hy vọng chứ không phải tham vọng, không phải bằng bất cứ giá nào để có chức, không có chạy vại, không có hổ tham, không có xin xỏi. Rồi ổng tập hợp được, ổng ngó ra đó, nhưng mà không bao giờ ổng nóng nảy với anh nào hết, ổng cười đó đó, nhưng mà rồi ổng tập hợp được cái đội ngũ dưới mình để mà thực hiện những cái nhiệm vụ của thành ủy, của ủy ban giao cho. Mà như tôi nói đó, tập hợp được là phải khiêm tốn, phải thuyết phục. Và cái cuối cùng là ông Tuấn ổng không phải thần thánh vậy, nhưng mà đội ngũ cán bộ ở đây cũng thừa biết là rõ ràng ổng ít cá nhân hơn. Cứ lồn đó rồi ổng có nghỉ tình, thấy cả ngày thứ bảy chủ nhật cũng lan lưng ra, ổng có cho ổng cái phong bì nhẹ nhẹ thì cũng cười cười, mà ổng có không cho cũng chừng nói chuyện, cứ rất là lồn. Không bực dọc, không có để ý gì hết. Còn có người nhiều lúc tôi để ý, mấy bữa trước có một số cán bộ trẻ tôi chú ý rồi đó. Hồi đầu thì cũng làm giống giống ông Tuấn nữa đó, nhưng mà thấy họ bữa sau thấy họ tự nhiên không họ cho thì cũng được, nói chừng để xem thứ họ có cho chót gì không rồi mới làm chứ phải. Thì mà cái đó là giết hạ đó chớ dại. Cho rồi mới làm là mua anh. Anh làm tận tụy như thế, mà nếu doanh nghiệp này khác họ làm ăn nó có lời lẽ, họ nghĩ tình, họ cho một cái phong bì đôi ba triệu để về mua một cái quà cho câu ngày sinh nhật rồi thì thôi, thì cũng chín bỏ làm mười. Chứ bọn tôi cũng không cực đoan, không máy móc lắm đâu. Nhưng mà còn cái tội là có cho ăn rồi mới làm, nó là có thời kỳ tôi nói đó, giống cái công chi mà trên biểu diễn đó, biểu diễn cho cái học gì đó ăn rồi ra múa diễn xong rồi lại ngồi lì ra đó, cái lấy roa quất vô cũng không thèm diễn, nhưng mà lại cho cái học chứ diễn. Mà mình đi qua Cuba đến con cá heo cũng được, tức là con cá heo là mình cho anh ăn rồi anh bay lên biểu diễn éo qua éo lại, nhưng mà không cho là bắt đầu là lạng tung luôn, lạng tam, không bay không nhảy gì hết. Thì cán bộ công chức của Đà Nẵng đừng có làm theo kiểu cá heo. Tất nhiên nói như thế là con ngợi cái mặt tốt của ông Tuấn Lê, nhưng mà ông Lê ông làm phó chủ tịch rồi là ông nhớ ông đang làm thay mặt cho chủ tịch nhiều vấn đề về hành pháp, cho nên phải những lúc cần thiết phải tỏ rõ cái quyền uy của mình. Tất nhiên không lạm dụng quyền lực, nhưng cũng phải thể hiện, chứ không phải lúc nào cũng vận động thuyết phục một chiều đâu. Thì nó mới lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng, trong kiến trúc, trong quy hoạch, trong nhiều vấn đề. Không anh đang cần nốt đố rế mí đồ gì, anh cũng đồ rê đồ nó vô nữa thì thôi chứ, cũng trầm lắng.
Cho nên nhé, các đồng chí ở các cái cơ sở là, nhất là những cán bộ trẻ phải hết sức chú ý. Các đồng chí cán bộ trẻ cử về làm bí thư huyện ủy, về quận ủy, về cái mấy tháng là bắt đầu là sốc vô việc một cách rất quyết liệt, rất hăng hái, và bắt đầu là ồn ào lên liền, là phản ứng liền, là đơn thư gửi lên tới tấp liền. Tại sao như vậy? Ngoài cái yếu tố khách quan ra, còn cái yếu tố chủ quan là mình không tập hợp được, mình chưa tập hợp được, mình còn lãnh đạo theo kiểu mệnh lệnh, mình còn nói năng khi lẫn thiếu thận trọng, dễ sơ hở, thậm chí còn có biểu hiện sự thiếu khiêm tốn. Hải Thượng Lãng Ông ông nói rồi, ông bố vi trùng thì cũng bay vô từ miệng, mà tê vạ thì cũng bay ra từ mồm, đã nói rồi đó. Cho nên nhiều lúc có khi là khách quan cũng có, nhưng mà rồi giao chủ quan mình nữa, thôi đố kỵ hẹp hòa rồi vân vân và vân vân, không chịu đổi mới rồi trì trệ rồi quen kép nếp kiểu làm cũ rồi vân vân và vân vân, bị thay đổi vị trí công tác rồi phản ứng vân vân, biết hết chứ không phải không có. Đây, cái đồng chí giám đốc công ty môi trường đô thị, ông làm có uy tín, ông làm đang ngon lành, cuối cùng rời xa cái sự quản lý của sở tài nguyên môi trường, ông Nguyễn Điểu thì ngó bộ không khiến nữa, cái hờn hờn cái thả, cần thả thì ông tháng giám đốc môi trường thì ông cần mình ông trời thôi, mình ông trời thôi, đưa con, đưa cháu, đưa rể, đưa dâu vô cơ quan, mai ông này là ông không làm cấp cao nhà nước chứ, ông đưa thì ông đưa cả họ nhà ông luôn vô nữa, chết. Thế thì uy tín anh bị sụt giảm, công nhân người ta phản ứng oan không, có oan không? Lỗi anh, họ theo dõi hàng tuần anh nhậu mấy lần, nhậu ở nhà ra đằng sau biết hết trơn, đừng nghĩ là người ta không biết. Này, chớ dạ. Giống như tôi giờ nhìn xuống các đồng chí thì nhìn cả hàng ngàn người, tôi làm sao tôi biết hết, tôi thấy hết được. Nhưng mà tôi mà đứng tại này đó, tôi ho nghe là cũng biết, quẹo trái cũng biết, quẹo phải cũng họ thấy hết, chứ đừng có nghĩ là người ta không biết. Có thể nói cái đội ngũ cán bộ bây giờ thì so với cái lớp, cái thời kỳ của chúng tôi cách đây và 30 năm thì bây giờ phải nói thông minh, sắc sảo hơn nhiều, nhanh nhạn hơn nhiều. Nhưng mà như tôi nói đó, cái tâm quyết, cái khát vọng nó chưa ăn thua gì đâu. Mà đã rứa ra lại còn mắc có cái bệnh quan liêu rồi xa dân. Cán bộ bây giờ nhiều lúc quan liêu lắm, biết là biết đại khái chung chung đó thôi. Một cái bà chỗ bãi trái, cái ông khi đi qua phà cho Quảng Ninh gặp thủ tướng Phan Văn Khải, ông về Quảng Ninh ông cùng đi chung chuyến phà, thấy bà này cười gần cặp phà rồi, bà ông mới nhìn bà hỏi, ông bảo bà làm gì, bà nhìn tôi bà cười khăn đó, bà hồi nãy giờ bà biết tôi là ai không mà bà cười. Bà ông bố xích, ông ngày bữa gì không biết, ông là ông Trần Đức Lương như ngày bữa gì. Đấy, cán bộ mình trời cũng biết cái dạng giống như cái bà ở bãi trái đó, biết chung chung nữa đó, biết là có cái miếng đất chứ còn có bốn cái ngôi mộ trong miếng đất đó là không biết, cho nên dắt chia thừa kế không thi hành nổi, biết. Còn quan liêu xa dân, cái này là cái tệ hại của những người cộng sản. Dân người ta hồi trước họ chết sống với mình, khi có quyền lực rồi thì dễ lạm dụng quyền lực, dễ xa dân, nó trở thành căn bệnh của những nhà cầm quyền.
mà có lịch sử của dân tộc cũng vậy thôi. Thời đại hậu Trần, hậu Lê, rồi cũng hàng loạt quan đại thần không ra gì, xử sự với cán bộ quá bất công, lòng dân thì oán thán, quan thì đè đầu cử cổ dân, áp bức dân, cuối cùng dân phản kháng thì đổ thôi. Lịch sử đã có rồi, không tè võ gì đâu. Tôi nói với các đồng chí là chuyện là chuyện vui nhưng có thật đó. Khi tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã thì tôi nằm trên cái bàn. Hơn 3 năm rưỡi tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã Hòa Nhân 3 là tôi nằm trên cái bàn. Có cái thò cái chân ra, cái chân ở cuối bàn. 5 giờ rưỡi sáng là mấy người xã viên hợp tác xã Hòa Nhân 3 họ đánh cái họ thò tay vô cửa sổ, họ nắm cái chân tôi, cái họ lắc mấy cái đánh thức tôi dậy. Ôi trời, tôi dậy cái tôi rửa mặt mèo thôi. Quýt xấu rồi, vui vẻ rồi. Ra lệnh đưa xuất phân, xuất thuốc ra đồng để người ta kịp thời đi ra ruộng cho sớm. Khi mà tôi về huyện á, mà tôi làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện á, hầu như tôi chưa có gia đình, tôi ở ngay trong Ủy ban huyện á, trụ sở Ủy ban huyện á. Sáng ra hơn 6 giờ tí tôi vừa mới ra thì gặp cái ông cụ khoảng độ 65-70 tuổi. Ông đem cái đơn, ông đi xin mua mấy khối gỗ, gia đình chính sách mà, để làm nhà. Tới anh năn nỉ tôi, anh bố ông xem giùm ông cua giúp tôi, cho tôi xin mua. Tôi bố, chưa đến giờ, làm việc phải có giờ có giấc cái chứ. Ông biết bây giờ mấy giờ không? Thế là ông sợ quá, ông ngồi vô cái gáp ngay. Tôi bỏ tôi đi ăn sáng, ra Quán Nghĩa làm tô bún này, chơi một ly cà phê sữa này, làm đi thuốc lá đầu lạc. Nhưng mà bữa nay thấy buổi sáng ra mà uống cái ly cà phê, hút đi thuốc thấy mất ngon, mất sướng này. Đầu tiên mới mở hòn ra chưa gì gặp cái ông già lăng quăng. Tôi nghĩ là, ủa, chứ mới hôm mà cách đây mấy tháng thì mình 5:30 sáng thì dân người ta gọi mình đánh thức mình dậy thì mình vui vẻ, mà bữa nay tại sao là hơn 6 giờ mà dân gặp mình thì mình nổi lên mình quát là cái gì? À, cái này là do cái chủ tịch, cái phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành của huyện Hòa Vang hắn lòm mình là trong quách oai tí. Thế là tôi lập tức tôi bỏ dở ly cà phê, tôi chạy vô tôi gặp là ông già nó, ảnh còn ngồi vô gác đó. Ảnh lúc đó mà tôi về mà ảnh còn đang sợ cơ mà. Khép nếp ngồi đó, mà cho tôi xin lại cái lá đơn. Ảnh đưa lá đơn tôi qua rồi tôi phê vô đó giải quyết cho ổng mua 4 khối gỗ xoan đào nhóm 4. Cái tôi dẫn ảnh qua cái phòng văn thư đó. Hồi nó còn khoảng 10 phút nữa mới vô giờ làm việc đấy. Nó cô văn thư nó đóng dấu đưa cho ổng. Ổng cầm cái đơn rồi ổng cảm ơn, cái ổng đi ra cái sân của Ủy ban huyện Hòa Vang đó. Cái hình ảnh ổng từ giờ tôi vẫn còn nhớ mà. Đi siêu điêu giống như đi trên mây. Bởi vì ông thấy cũng lạ, bởi vì cái thằng cha này mới hồi nãy hắn quát mình mẹ như quỷ dữ, còn bây giờ vô có vẻ lễ phép ghê gớm, ăn năn hối cải. Nhưng qua cái trường hợp đó rồi bắt đầu tôi cảnh giác. Tôi cảnh giác, tôi bổ coi chừng. Mới cái cỡ phó chủ tịch huyện mà còn kiểu đó, chứ còn lanh hơn nữa rồi không biết điều gì diễn ra. Nó dễ cách bức người dân lắm, thấy mình nó quan trọng lắm, ai cũng xin, ai cũng cần mình hết. Cho nên mấy cái cô mà hồi bán thương nghiệp nhớ không, đi về đóng giỗ gặp thì chào cười tươi như hoa, nhưng mà đến khi vô đứng cửa hàng thương nghiệp với chỗ Hòa Cầm rồi, mình vô đó mình gặp mình chào không thèm chào lại chứ phải quách lắm đó. Nhưng mà bữa nay thì cũng mấy mợ nó mà ra ngầu chợ cồng chợ hàng mà mình ra cái ơi chào anh Thanh, mời anh mua hàng đi. Chào em ơi, bộ ngày xưa tấp bay mà cũng mời được rứa thì tóc biết máy. Bởi vì họ thấy họ quan trọng, cũng cần họ, cũng nhờ họ. Trừ cán bộ mình cũng vậy, lên giữ được cái chức rồi là bắt đầu là quách lót, bắt đầu là quát tháo, bắt đầu là xa dân, bắt đầu là thiếu trách nhiệm. Cho nên cái bệnh gì, cái bệnh thờ ơ chính trị á,
là cái căn bệnh cũng tương đối phổ biến cho trong đội ngũ cán bộ giờ. Đảng hầu mô đó chết tính sao, trừ thấy không đến nổi chi, không cần chú ý. Rồi cái thiếu tình đồng chí, thiếu tình đồng nghiệp, thiếu tình người. Một bộ phận cán bộ là nhiễm cái bệnh đó. Thôi tí nữa có một cái tiết mục là sẽ để mấy cái thùng ra, cái kêu gọi các đồng chí người nào có tấm lòng ủng hộ cho anh Bùi Xuân. Anh Bùi Xuân phó ban tuyên giáo, anh ấy là anh nghiên cứu về lịch sử đảng thôi. Ông này ít đi hộp đi hội mà cũng chả có nhận phong bì phong bao chi, mà nghèo lắm. Mà có đứa con trai mà nó bị bệnh nặng mà có được căn nhà phân phối bán được 600 triệu đồng đem chữa cho con, bây giờ coi như không nhà không cửa. Con vẫn tiếp tục bị bệnh, vẫn tiếp tục chữa, tiếp tục chữa. Thế thì Đà Nẵng ơi, tình người thì tình người đấy, giúp đỡ. Rồi chức quyền rồi đấy, lúc cũng hết. Anh em nó vui, những bộ sinh ra vốn dĩ là dân, cái rồi phấn đấu dần dần rồi cũng thành quan, rồi hết quan rồi là hoàng dân, rồi cứ sống dần dần rồi cũng sẽ vào quan. Vào quan là vào quan tài á. Cái thứ hai là thiếu tinh thần trách nhiệm, khay khó dễ để tư lợi. Thứ ba là lười nghiên cứu, lười đọc, lười đi cơ sở, nghiện hộp. Không biết nhiều cái cơ sở tôi thấy có ông chỉ hộp chứ mà hộp mãi đó. Dưới quận huyện cũng hộp, hộp quá nhiều đi. Nên cái này cũng đề nghị anh Trần Thọ rồi anh Chiến rồi nghiên cứu lại cái vấn chấn chỉnh cái vấn đề hộp. Hộp nó đã hộp mà đã có câu ca rồi đấy. Đời của ta, trước đời của ta đâu có giặc thì ta cứ đi. Không, bây giờ đời của ta thì đâu có hộp thì ta cứ đi. Rồi cái bệnh nữa là bệnh thành tích, hình thức, càng cửa địa vị, đố kỵ. Cái bệnh này nó nặng nề lắm, nặng nề lắm, mà nó dẫn đến mất đoàn kết. Mà các ông chí biết rồi, người ta nghiên cứu tại sao mất đoàn kết. Bộ mất đoàn kết có mấy nguyên nhân sao? Một là mâu thuẫn với nhau về phong cách, hai là mâu thuẫn nhau về lập trường quan điểm, ba là mâu thuẫn với nhau về về quyền lợi. Đấy. Thì lập trường quan điểm thì chắc cũng không đến nổi gì, còn lại là chủ yếu là phong cách với quyền lợi thôi. Quyền lợi ghê lắm đấy. Đứa con, đứa cháu của anh xin vô cái được liền, còn tôi thì hồ sơ thì ngâm hơi năm nay không giải quyết. Xe anh đi ngon hơn xe tôi, bộ salon anh ngồi nó đẹp hơn salon tôi, vân vân, hay là đủ thứ hết. Sinh ra mất đoàn kết. Rồi cái thỏa mãn, cái thỏa mãn, cái ngã va chạm và nhiều lúc là không kiểm soát thì dễ lạm dụng quyền lực. Về cái đoàn kết thì tôi không nói nhiều. Tôi chỉ nói có hai ý. Một là trước khi mất á, Bác Hồ ổng còn can dặn là hãy giữ gìn cái sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình. Thì các đồng chí đã là đảng viên thì chú ý câu đó. Gì đó gì phải đoàn kết, không được mất đoàn kết.
mất đoàn kết là làm cho cái đảng này sụp đổ, làm cho cái chế độ này tan rã là có tội đó. Rồi Ngô Bắc Hồ ra thì về vấn đề đoàn kết thì ông Lenin ông cũng đã từng cảnh báo rồi. Ông bảo là không một kẻ thù nào, cho dù nó nham hiểm và hung hãn nhất, có thể tiêu diệt được Đảng Cộng sản. Ngoại trừ những người Cộng sản họ tiêu diệt chính họ. Lenin nói chứ không phải tôi nói đó. Cho nên chú ý trong công tác thì có chuyện này chuyện kia nó không vừa lòng, nó không hài lòng, không vừa ý. Nhưng mà thống nhất một điều là tất cả đặt cái lợi ích chung lên để mà chúng ta phấn đấu. Làm sao để chúng ta hướng đến một cái thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Tương lai không xa lắm đấy. Năm năm, 7 năm, 8 năm, 10 năm. Để có một cái thành phố Đà Nẵng mà công nghiệp phát triển, trong đó tập trung cho những cái khu công nghệ cao, công nghệ thông tin. Một cái thành phố sẽ một năm phải đón đến 5-7 triệu khách du lịch quốc tế. Một thành phố sẽ có những khu giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nổi tiếng. Một thành phố sẽ có một cái đội ngũ cán bộ mạnh về năng lực chuyên môn, mạnh về đảm bảo về phẩm chất, có trách nhiệm với nhân dân, một cái nền hành chính thông suốt. Đấy, nếu chính quyền đô thị diễn ra đến lúc đó mà khi trung ương cho phép thì có khi là không cầu chính quyền cấp quận nữa, huyện nữa, từ thành phố thẳng xuống dưới xã phường luôn. Làm quyết liệt đó. Này hành chính nó như vậy đó. Và cái thành phố lúc đó nó phải khoảng độ trên dưới từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi dân. Một cái thành phố đúng nghĩa của nó là thành phố môi trường, thành phố rất an ninh trật tự. Thì đó là những cái định hướng mà chúng ta vươn tới để chúng ta xây dựng. Vấn đề cuối cùng, xin các ông chí khoảng 5 phút nữa, là về phần cá nhân tôi, thì cũng có những đồng chí cũng gặp rồi động viên rồi sợ tôi buồn, lòm miết rằng không thấy tranh sử dụng rồi chứ. Hôm nay tôi nói với các ông chí là vừa rồi điều anh Minh đi, trước đây là trong danh sách là điều tôi đi, nhưng vừa rồi là điều anh Minh đi, có hổ nguyện vọng tôi bỏ cho tôi được ở lại. Trên chưa thu xếp được công việc các thứ thì tôi làm ở đây rồi tôi nghỉ hưu thôi. Tôi đã nói với các đồng chí có trách nhiệm là tôi xin ở lại Đà Nẵng và tôi nghỉ hưu luôn. Hết nhiệm kỳ. Chứ không phải làm 60 tuổi đâu. 60 tuổi thì còn có mấy tháng nữa. Sang năm là đến tuổi rồi. Cho nên các đồng chí tôi làm là hồi tôi làm chủ tịch thì tôi làm với ba đời bí thư. Mà khi tôi làm bí thư thì tôi làm với như vậy là bữa nay nữa là đến 4 đời chủ tịch rồi đó. Hồi đồng chí bí thư Trương Quang Được, bí thư đồng chí bí thư Phan Diễn, cái đấy đồng chí bí thư Nguyễn Đức Học, chủ tịch thì đồng chí Quỳnh Nam, cái đồng chí Hoàng Tuấn Anh, cái đồng chí Trần Văn Minh, cái đấy bây giờ đồng chí Văn Hữu Chiến. Thì công việc là nó có đồng chí thấy thì nó như thế, nhưng mà ở cương vị lãnh đạo á tôi muốn bứt phá lên, bởi vì có đồng chí thấy nó chỉ cần thỏa mãn một chút thôi là tụt từ thứ nhất tới thứ năm rồi. Thôi mình ba năm nhì, ba năm nhất rồi để cho họ nhắc bất cứ nhắc miết rồi họ ghét. Nhưng mà không phải, cái đó một phần thôi. Một phần qua cái đó để Ủy ban Nhân dân thành phố thấy ra cái điều gì. Thấy ra cái trách nhiệm của mình đối với các doanh nghiệp,
ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thấy ra cái việc chất lượng đào tạo lao động để chúng ta khắc phục những cái điểm yếu đó. Cho nên nhiều lúc cái yêu cầu của tôi cũng cao, phê bình nhiều lúc cũng hơi gay gắt. Cho nên có gì đó cũng vì cái mục tiêu phát triển của thành phố thì các đồng chí cũng hết sức thông cảm. Đại xóa, đừng bí thư toàn hò hét miết thế này, anh em làm thấy chết rồi, vất vả thấy chết. Mà còn tôi thì hơi vừa rồi kiểm điểm trong thường vụ thì cũng nhận thấy thôi thiếu sót, và anh em cũng đám góp đề nghị là phải cười nhiều hơn, ít cười quá. Đúng là mặt tôi cũng hơi bị nghiêm, ít cười. Mà tôi cũng kể lại cho dân Quảng Nam Đà Nẵng mà, lâu lâu mới cười tí ở duyên, chứ còn cười xì xì miết suốt ngày thì còn quý hiếm nữa. Thỉnh thoảng mới cười thôi chứ. Thế thì xác định với nhau là có thể còn điểm nọ điểm kia các đồng chí chưa hề làm. Từ vấn đề đặc biệt là trong công tác sử dụng, đánh giá, bố trí cán bộ, đánh giá công việc của cán bộ, nhưng mà có một điều nói với các đồng chí, cá nhân tôi với tư cách bí thư, ủy viên trung ương đảng, đứng đầu cấp ủy, nói các đồng chí là hết sức yên tâm. Bên đảng thì ông trưởng ban tham mưu là trưởng ban tổ chức là ông Tiến, bên sở nội vụ thì có ông Ngữ. Đó là những đồng chí mà qua quá trình tôi theo dõi là về phẩm chất là đó là những đồng chí rất tốt. Ở Đà Nẵng không có câu chuyện là cái chạy vại cái rồi được đâu. Cho nên các đồng chí cứ yên tâm mà phấn đấu. Có thể còn điểm A, điểm B nó chưa công bằng, nhưng rồi cuộc sống nó sẽ công bằng. Từ từ rồi nó sẽ công bằng. Ngó thế đấy, có thể có lúc này lúc kia, nhưng xét cả quá trình rồi nó sẽ công bằng. Với một cái niềm tin như vậy, xin chúc tất cả các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn các đồng chí. Hồi nãy tôi có nói đấy, tất cả chỗ hoàn cảnh của gia đình anh Xuân gặp khó khăn như vậy, nhân cái hội nghị như thế này thì cũng thay mặt cho thành ủy kêu gọi mọi người, ai có tấm lòng thì đóng góp mỗi người một ít để ủng hộ cho gia đình anh Xuân, để cho anh có cái điều kiện anh chữa bệnh cho con cái, cũng như là anh làm lại cái ngôi nhà, để mấy cái thùng ra đây rồi mọi người ủng hộ. Thưa các đồng chí, văn phòng thành ủy có bố trí ở trước cái lễ đài là 3 cái thùng, dọc hai bên hành lang tầng trệt mỗi bên 2 cái thùng. Khu vực tầng 2 là bố trí 7 cái thùng ở các cửa ra vào. Xin mong các đồng chí hưởng ứng trước khi ra về. Các đồng chí thì bỏ tiền mặt vào trong cái thùng ủng hộ của mình ở chỗ gần nhất. Khu vực tầng 2 là ở chỗ các cửa ra vào có bố trí.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình trực tiếp buổi nói chuyện của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp thuộc thành phố xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.